Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 113. Con đường thông thiên, vạn giới tranh đấu. Mạnh thắng yếu thua, người lừa ta gạt, những người bạn có thể tin tưởng đến từ huyền hoàng giới, lần này chia tay nhau rồi, không biết có thể gặp lại nữa không? Trên tường thành Lôi Hỏa, Tần Phong và Diêm Khôi đã xuất hiện từ sớm, ngoài ra, còn có hai cao thủ thiên phách tầng thứ nhất. Quanh bốn người họ lại có thêm vài người, đó đều là những cao thủ đủ tư cách độ kiếp thiên phách. Khi Lâm Nhất đến nơi thì ánh mắt hắn chợt xuất hiện tia sáng lạ, thành Lôi Hỏa này có khá nhiều người có được tư cách độ kiếp đấy nhỉ. Thế nhưng cao thủ thiên phách tầng thứ nhất đỉnh phong thì ít hơn, chỉ có bốn người. So với Long Thành, có lẽ yếu hơn một chút. Lâm huynh, nếu huynh không đến đây thì ta đã nghĩ huynh cũng bị chôn bên dưới sản diễn võ rồi. Tần Phong nhìn thấy Lâm Nhất thì nửa đùa nửa thật nói. Hắn chính là người đã giết chết Phong Huyền Ư, trong đám người đột nhiên có giọng nói vang lên, người lên tiếng có tuổi tác không cao, đứng bên cạnh hai cao thủ cảnh giới thiên phách xa lạ. Ánh mắt nhìn Lâm Nhất có đôi chút kiêu căng và đầy nghi ngờ. Lâm Nhất nhìn qua, trông họ có vẻ là người đến từ cùng một giới. Mạnh hơn Tần Phong và Diêm Khôi một chút, hai người này là cao thủ thiên phách tầng thứ nhất. Tư chất cũng khá cao. Thanh niên áo xanh mở miệng, đó chính là người có được tư cách độ kiếp, hơi thở cũng không yếu hơn Tần Phong bao nhiêu. Tần Phong cười nói, giới thiệu một chút, hai người này là thủ lĩnh của Hiên Vân giới, Trần Huyền và Tùy Ngọc. Hai cao thủ cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Tần Phong dừng lại một lát, chỉ vào thanh niên áo xanh kia, nói, đây là Liễu Vân, thanh niên có thiên phú mạnh nhất Hiên Vân giới. Cũng là kiếm khách giống huynh, nửa tháng trước đã thành công lĩnh ngộ được kiếm ý thông linh, thực lực cũng không yếu hơn ta. Ồ! Suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Lâm Nhất, thì ra là thế, thảo nào lại muốn nhắm vào ta. Có thể nắm giữ kiếm ý thông linh ở thiên phách tầng thứ nhất đã là chuyện khá là tuyệt vời rồi. Tần Phong nói Liễu Vân không yếu hơn bản thân bao nhiêu quả là khiêm tốn, kiếm ý thông linh mạnh đến mức nào thì trong lòng Lâm Nhất biết rõ. Thế nhưng hắn ta cũng chỉ mới lĩnh ngộ được nửa tháng thôi, chắc là vẫn chưa có thành tựu nào, chỉ mới có thể đã kiêu căng ngạo mạn như thế rồi, tính tình cũng không mấy chín chắn. Đây là Lâm Nhất, có lẽ mọi người đều biết cả rồi. Chúng ta đều biết huynh ấy giết chết Phong Huyền, nhưng có lẽ mọi người không nắm rõ, Phong Huyền chẳng thể thương tổn đến huynh ấy dù chỉ một chút, bản thân lại chết trong vòng 10 chiêu, Tần Phong mỉm cười, hắn ta không muốn đối phương khinh thường Lâm Nhất quá đáng. Dù sao Lâm Nhất cũng là người hắn ta tìm tới, chính là vốn liếng có thể chống lại Hiên Viên giới mà hắn ta có. Đối phương có hai cao thủ cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất, còn có nhân tài kiệt xuất nắm giữ kiếm ý thông linh, có thể nói là thực lực mạnh nhất ở thành Lôi Hỏa. Nắm giữ kiếm ý thông linh mà phải dùng đến tận 10 chiêu để giết chết tên rác rưởi Phong Huyền, ta thấy cũng bình thường thôi. Liễu Vân nghe thế thì ánh mắt chợt lóe lên, có chút đối chọi gay gắt. Lớn cái họng thật. Lâm Nhất cười tủm tỉm nhìn đối phương, suy cho cùng cũng có trẻ, vẫn chưa đủ chín chắn. 10 chiêu giết Phong Huyền. Ánh mắt đại sư huynh Trần Huyền của Hiên Vân giới chợt hiện lên tia sáng lạ, cười nói, Liễu Vân, chưa bước vào thiên phách mà chỉ dùng 10 chiêu đã giết chết Phong Huyền, đệ đừng có nói như đó là chuyện đơn giản như thế. Thực lực của Trần Huyền là mạnh nhất trong đám bọn họ. Tu vi của hắn ta đã đạt tới cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất đỉnh phong, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn Tần Phong rất nhiều. Trong mơ hồ, dường như hắn ta có thể vượt lên thiên phách tầng thứ hai bất kỳ lúc nào. Tần Phong vội vàng cười nói, mọi người đừng nghi ngờ về thực lực của Lâm Huynh, huynh ấy chắc chắn đủ tư cách để xuất phát cùng chúng ta. Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, mọi người phải hợp sức với nhau mới được. Lâm Nhất không hề quan tâm đến sự khiêu khích đó. Trầm giọng nói, Nhật Diệu Chi Linh được sinh ra ở đâu, chắc là bây giờ Tần Huynh có thể nói ra rồi chứ. Hắn vừa mới dứt lời, thì mấy người khác cũng nhìn về phía này. Đúng vậy, bây giờ nó cũng không còn là bí mật gì nữa. Tần Phong gật đầu, nhẹ giọng nói, Nhật Diệu Chi Linh sinh ra bên trong thành Hỏa Vũ, nằm sâu trong sơn mạch Hỏa Vũ, đó là một long thành đã hoang phế, cự tượng thần long đã đổ sụp xuống. Chỉ riêng sơn mạch Hỏa Vũ thôi đã vô cùng nguy hiểm rồi, Long Thành mất đi sự bảo vệ lại càng hung hiểm hơn,
Nghe nói năm đó thành chủ của thành hỏa vũ này cực kỳ mạnh mẽ, nhật diệu chi linh tồn tại trong phủ thành chủ của ông ta, nhưng nghe bảo diện tích thành hỏa vũ còn lớn hơn thành lôi hỏa trăm ngàn lần, bên trong đã vô cùng đổ nát, ma khí quanh quẩn, dị thú hoành hành, muốn tìm phủ thành chủ cũng không phải dễ. Ban đầu, người ở một giới trung đẳng đã tìm thấy long thành bỏ hoang trong sơn mạch hỏa vũ, sau khi liều mạng xông vào, bất ngờ phát hiện ra dị tượng nhật diệu chi linh. Thế nhưng người đó cũng bỏ mạng bên trong, chỉ có cao thủ cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất mới may mắn trốn thoát, chẳng bao lâu sau cũng trúng hỏa độc mà chết. Hỏa độc. Cả cao thủ thiên phách tầng thứ nhất mà cũng có thể độc chết, thành hỏa vũ này đúng là quái lạ. Sắc mặt Tần Phong đầy nặng nề, tiếp tục nói có một số thứ phải nhắc nhở mọi người một chút, chúng ta chỉ có thể ở thành hỏa vũ này tối đa nửa tháng, cao nhất là 30 ngày sau phải ra khỏi đó. Nếu không, dù là yêu nghiệt thiên phách tầng thứ hai cũng sẽ trúng hỏa độc nặng mà chết. Tòa thành này vốn nguy hiểm, nay lại có nhật diệu chi linh, e là mảnh đất nhật diệu đều sẽ chấn động. Hàng trăm ngàn cao thủ các giới trung đẳng đều sẽ đến, tới lúc đó sẽ có chém giết, e là vô cùng máu me. Nơi đó không giống với thành lôi hỏa, mọi người nên cẩn thận một chút. Mọi người tìm kiếm di tích tông môn khắp nơi trong thành lại hỏa. Cùng lắm cũng chỉ tạo nên chút tia lửa trong Long Thành, không thể sánh bằng trận chiến sắp tới. Tần Phong không hề hù dọa mọi người, nguy hiểm thật sự còn ghê gớm hơn những lời hắn ta nói rất nhiều. Nghỉ ngơi một lát, đoàn người nhanh chóng xuất phát. Bốn cao thủ thiên phách tầng thứ nhất, cộng thêm 10 nhân tài kiệt xuất có tư cách độ kiếp, chuyến đi này có thể nói là tập trung tất cả cao thủ thành lôi hỏa. Có thể nói là trận thế khá lớn, chuyến đi đến thành hỏa vũ này. Ngoài sự nguy hiểm của chính tòa thành đó thì dọc đường đi tới, có lẽ sơn mạch hỏa vũ cũng không yên bình, dù là nhóm Tần Phong không dám tách lẻ đi một mình. Gặp phải thế lực long thành khác sẽ rất thiệt thòi, kẻ dám đến thành hỏa vũ chắc chắn không phải hạng dễ chọc, con đường thông thiên này giết người đoạt bảo như mây, chẳng cần phải bàn đến đạo lý. Ngoài ra, nói không chừng còn có thể gặp được kẻ tàn nhẫn nào khác từ tinh diệu thì sao? Khu thương long này có rất nhiều kẻ nổi tiếng hung ác, tác phong làm việc như đám tán tu ở hạ giới vậy. Chuyên săn những kẻ yếu hơn mình, những người đó tàn nhẫn có tiếng, nếu biết được nhật diệu chi linh sinh ra, có lẽ họ cũng sẽ tranh thủ chạy tới. Nhóm bọn họ gặp được rất nhiều võ giả trong thành lôi hỏa dọc đường đi, thấy họ dàn trận lớn như thế đều dừng lại quan sát. Quả nhiên, Tần Phong cùng giám cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất này đã biết được nơi có nhật diệu chi linh. Hình như tên áo xanh kia chính là kẻ đã giết chết Phong Huyền, tên Lâm Nhất đúng không? Chính hắn, người này khó lường dữ lắm, vừa xuất hiện đã giết chết Phong Huyền, chấn động cả thành lôi hỏa. Có muốn qua đó xem thử không? Chán sống lắm rồi hả, chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cả Phong Huyền? Có khi chạy ra đó còn chẳng đủ tư cách làm vật hy sinh ấy chứ? Đoàn người đồng nghìn nghịt như thế, muốn tránh đi ánh mắt người đời cũng khó. Trong đó đa số ánh mắt đều dừng lại trên người Lâm Nhất. Hình ảnh hắn giết chết Phong Huyền ngày đó được lan truyền đi theo xu hướng thần kỳ hóa, danh tiếng của hắn cũng dần lan xa trên vùng đất này. Lâm Nhất cũng hơi bất ngờ, không ngờ chỉ giết chết một Phong Huyền thôi mà danh tiếng đã lan xa đến vậy. Liễu Vân Hiên vân giới nhíu mày, ánh mắt xuất hiện vẻ khó chịu. Nhỏ giọng lầu bầu vài câu. Nửa tháng trước hắn ta cũng đã nắm giữ được kiếm ý thông linh, danh tiếng lan xa. Nhất là khi tu vi của hắn ta còn chưa tới thiên phách tầng thứ nhất, có thể nói là danh tiếng ngất trời. Lại không ngờ được rằng trên đời lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Nhất. Bán bộ thiên phách đã tu thành kiếm ý thông linh, đoạt đi hết ánh hào quang thuộc về hắn ta. Liễu sư đệ đừng để bụng, người này cũng chỉ mới đến bán bộ thiên phách, ắt hẳn tư chất cũng không tới đâu. Lại chẳng có công pháp tạo hóa thượng phẩm nào, chắc chắn không thể so được với đệ. Đúng vậy, đến khi sư đệ độ kiếp thành công rồi sẽ một bước lên mây, tu vi thiên phách tầng thứ nhất lại nắm giữ cả kiếm ý thông linh. Chuyến đi thành hỏa vũ này, chúng ta chắc chắn sẽ tạo nên uy danh của Hiên Vân giới, danh chấn nhật diệu chi địa. Tư chất của huyền hoàng giới thì sao có thể so với Hiên Vân giới chúng ta được, sư đệ hoàn toàn không cần phải so bì làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người của Hiên Vân giới vội vàng đi tới, cố tình nhỏ giọng nói.
Tần Phong nhìn thấy thế thì thầm than thở, hẳn là đám người này vẫn chưa biết. Kiếm ý thông linh của Lâm Nhất chẳng những tạo nên thành tựu, mà còn đạt tới cảnh giới đại thành, ví thiên phú của hắn như quái vật cũng không ngoa một chút nào. Có lẽ bọn họ vẫn chưa thấy được cảnh tượng Lâm Nhất giết chết Phong Huyền, sát phạt quyết đoán như thế, cả hắn ta cũng cảm thấy lạnh cả người. Lén nhìn sang mấy lần, phát hiện vẻ mặt Lâm Nhất vẫn thế, không hề thay đổi thì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thanh niên này mà nổi giận, thì người của Hiên Vân giới chưa chắc đã đủ bản lãnh để ngăn cản. Nửa ngày sau, đoàn người đã đến rất gần sơn mạch Hỏa Vũ, bởi vì nhật diệu chi linh, nên nơi này đã sớm trở nên náo nhiệt. Sơn mạch này vô cùng rộng lớn, có thể nói nó chính là sơn mạch đầu tiên của nhật diệu chi địa. Trước khi phát hiện thành Hỏa Vũ, nơi này có chút náo nhiệt, có ngường xuyên đến đây săn bắt yêu thú. Nhân tài yêu nghiệt bỏ mạng trong này cũng không ít. Thế nhưng đám yêu thú trong núi rừng này chẳng là cái thá gì khi đứng trước mặt đám Lâm Nhất. Thậm chí đám người Tần Phong còn chẳng cần ra tay, chỉ cần một đám nhân tài có tư cách độ kiếp mà Liễu Vân dẫn theo thôi đã dễ dàng giải quyết hết. Đám người kia có vẻ khá hào hứng với thứ này, nhất là khi lấy được yêu hạch thì họ lại càng kích động. Lâm Nhất không mấy hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến đóa cúc vạn thọ phát sáng trong thành Hỏa Vũ mà thôi. Nó có mối quan hệ trực tiếp với việc táng hoa có thể trở thành một món vũ khí hay không. Tuy roi tử diễm lôi hoàng là món đạo khí tuyệt đỉnh, nhưng khi sử dụng lại rất khó khăn, không thể thuận buồm xuôi gió. Đạo khí đó có sức mạnh quá lớn, một khi tùy tiện lấy ra, có thể dễ dàng dính phải thị phi không đáng. Dù là đám Tần Phong thì cũng chưa chắc đã chống lại được sức hấp dẫn của nó. Trên vòm trời là ma vân lượn lờ. Không khí trong sơn mạch Hỏa Vũ lại khô nóng khó chịu, càng đi tới càng phát hiện yêu thú cũng ngày càng khó chơi. Thi thoảng đám Tần Phong cũng bị buộc phải ra tay. Lâm Nhất lại được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên thấy được sức mạnh ghê gớm của thiên phách tầng thứ nhất, những người đã vượt qua kiếp thiên phách. Sau khi trải qua tôi luyện, cơ thể họ không thua kém thương long cửu biến của hắn bao nhiêu, khó hải và tử phủ cùng được sử dụng, chân nguyên bùng nổ trên người cũng vô cùng khoa trương. Có quá nhiều yêu thú mạnh mẽ, thế mà vừa xuất hiện đã chết trong tay những người kia. Lâm Nhất thầm tính toán, người đã trải qua kiếp thiên phách và người chưa trải qua chính xác là sự chênh lệch như trời cao và vực thẳm. Bây giờ tu vi của hắn chỉ mới là bán bộ thiên phách đỉnh phong, sự chênh lệch với bọn họ là khá nhiều, nếu không có hai kiếm quyết cùng với kiếm ý bất hủ trong người, e là hắn cũng không khác gì đám yêu thú kia, vừa gặp đã thua. Cũng may trước khi đến ta đã nắm giữ được ba kiếm trảm thiên, kiếm ý cũng có thể đạt tới kiếm ý thông thiên bất kỳ lúc nào. Nếu không, chuyến đi này thật sự quá mạo hiểm. Lâm Nhất thầm phân tích trong lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Trong sơn mạch Hỏa Vũ, họ đã di chuyển được 5 ngày, thực lực của đám yêu thú cũng tăng lên rất nhiều. Đám Tần Phong ngày càng phải ra tay nhiều hơn, thậm chí còn phải bắt tay nhau đánh một lần. Tần Phong dừng bước. Nói, sắp đến thành Hỏa Vũ rồi, tối nay cũng ta tạm nghỉ lại đây một đêm. Sau khi tiến sâu vào sơn mạch Hỏa Vũ, đoàn người rời khỏi thành Lôi Hỏa chưa từng nghỉ chân lấy lại sức dù chỉ một lần, dù là cao thủ thiên phách cũng bắt đầu mỏi mệt. Một tiếng sau, đám người Liễu Vân đề nghị đi săn yêu thú, trước đó bọn họ săn được một số yêu thú, nhận được khá nhiều trái ngon quả ngọt. Sau tối nay họ sẽ tiến vào nơi sâu hơn của sơn mạch này, khi đó thì không còn cơ hội săn yêu thú nữa. Sâu trong sơn mạch Hỏa Vũ cực kỳ nguy hiểm, cả nhóm Tần Phong cũng không dám đi bừa. Trần Huyền không hề do dự, đồng ý với Liễu Vân, nhưng không cho phép họ đi quá xa. Nhất định phải ở gần nơi đóng quân, nhỡ gặp phải phiền toái gì đó thì họ còn có thể ra tay cứu viện. Xem ra Trần Huyền cũng có chút tính toán riêng. Muốn cho Liễu Vân trải nghiệm một phen trước khi tiến vào thành Hỏa Vũ. Đánh nhau với yêu thú cũng là một lựa chọn không tồi. Lâm huynh đệ, hình như huynh không thích săn bắt yêu thú thì phải. Yêu thú của con đường thông thiên đều dính ma khí, đánh với chúng cũng là một cách trải nghiệm, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Sau khi mọi người đi xa, Trần Huyền nhìn về phía Lâm Nhất, thăm dò hỏi. Không có hứng thú. Lâm Nhất đang đùa nghịch với ngựa huyết long, tùy tiện đáp. Săn bắt yêu thú đúng là một cách trải nghiệm khá tốt,
cách rèn luyện giữa lằn danh sống còn này với kiếm khách mà nói là rất quan trọng. Đáng tiếc, yêu thú ở đây quá yếu, Lâm Nhất thật sự không có hứng thú. Trần Huyền thấy thế thì cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn ta vốn không để ý tới Lâm Nhất là mấy, nhưng khi biết hắn giết chết Phong Huyền trong 10 chiêu thì lại thấy hứng thú. Hẳn là người này chỉ thiếu chút tài nguyên, tư chất của huyền hoàng giới vẫn còn hơi kém, nếu có thể mời chào về chỗ mình thì tiềm năng sẽ rất cao. Trong màn đêm, sơn mạch hỏa vũ yên tĩnh lại nóng bức, tiếng yêu thú gào giống thường xuyên vang lên. Đoán là lúc này đám Liễu Vân đã bắt đầu săn yêu thú rồi, cũng thu hoạch được kha khá. Trần Huyền quan sát Lâm Nhất, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên ngựa huyết long bên cạnh hắn. Một lát sau, trong ánh mắt hắn ta lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây là một con long miêu ư. Trần Huyền có chút kinh ngạc nói với Lâm Nhất, đám Tần Phong nghe thế đều cảm thấy hứng thú nhìn sang bên này. Lâm Nhất gật đầu, không hề phủ nhận. Đúng là long miêu, long huyết cũng khá là thuần khiết, con dị thú này cũng khá hiếm ở con đường thông thiên. Tần Phong có chút hâm mộ nói. Hai người nhìn về phía Lâm Nhất. Thật sự có chút không thể nhìn thấu thiếu niên này. Lâm Nhất chợt nhớ đến một chuyện, hắn nói với Tần Phong, Tần Huynh, vì sao Nhật Diệu chi địa này không có giới vực cấp cao? Theo lý mà nói, đã phát hiện nơi sản sinh Nhật Diệu chi linh, chẳng lẽ người của những giới vực cấp cao không cảm thấy hứng thú sao? Thật ra trong lời nói của hắn còn chứa đựng một hàm ý khác, nếu có yêu nghiệt của giới vực cấp cao ở đây. Hy vọng lấy được Nhật Diệu chi linh của mấy người nhóm Tần Phong khá là mong manh. Trần Huyền và Tần Phong đưa mắt nhìn nhau, cười nói, Tần Phong, huynh giải thích đi. Tần Phong gật đầu, giải thích, trong 7 tinh diệu chi địa của khu Thương Long, ngoài Nhật Diệu chi địa và Nguyệt Diệu chi địa, 5 tinh diệu chi địa khác đều tập trung rất nhiều yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Lý do tại sao, có lẽ huynh cũng có thể đoán được đại khái. Vì 5 tinh diệu chi linh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có giá trị cao nhất. Nó không chỉ mở ra chìa khóa bí mật của Thương Long cấm giới mà còn có giá trị rất to lớn, có thể nâng cao ý chí võ học của người sở hữu nó. Ví dụ như kim diệu chi linh, nó có ý chí kiếm đạo to lớn, ngoài ra còn có thể giúp đỡ cho việc tu luyện. Trước khi cấm giới chưa mở ra, tinh diệu chi linh có thể xem như một trong những báu vật mạnh nhất ở con đường thông thiên, chỉ có đan dược thánh phẩm. Võ học tạo hóa cao cấp cùng với đạo binh mới có thể sánh bằng nó. Muốn tìm được những cái vừa nói, ngoài thực lực còn cần có chút cơ duyên, dù sao cũng không ai biết cụ thể là nó ở đâu. Còn tinh diệu chi linh thì khác, chỉ cần thực lực thật sự mạnh mẽ thì sẽ có thể lấy được, đương nhiên những yêu nghiệt của giới vực cấp cao kia sẽ không bỏ qua. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên. Hắn nói với vẻ đăm chiêu, chẳng lẽ Nhật Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Chi Linh không thể nâng cao ý chí võ học, không thể giúp đỡ cho việc tu luyện sao? Tần Phong lắc đầu, cười nói, đương nhiên không phải, trên thực tế đây là hai thứ mạnh nhất, nhưng chúng đều bị phong ấn từ thời thượng cổ. Từ khi phong ấn đến nay, rất ít có người phá vỡ được, đương nhiên yêu nghiệt của giới vực cấp cao phải chú ý đến năm tinh Diệu Chi Linh khác rồi, vì một khi có được những tinh Diệu Chi Linh kia sẽ có thể nâng cao thực lực. Trần Huyền cười thần bí, nhẹ giọng nói, vậy thì chưa chắc đâu. Có ý gì? Sắc mặt Tần Phong hơi thay đổi, Hiên Vân giới có thể xem là một giới đứng đầu trong các giới vực cấp trung, 7 tinh diệu chi địa đều có thiên tài của Hiên Vân giới. Mấy người nhóm Trần Huyền chỉ là một phần của Hiên Vân giới, thực lực của Trần Huyền cũng không xem là mạnh nhất Hiên Vân giới, theo hắn ta được biết thủ lĩnh Dương Liệt của Hiên Vân giới có tu vi thiên phách nhị trọng. Cũng không có gì hơn yêu nghiệt của giới vực cấp cao trên bảng Thiên Long. Bản thân Tần Phong chỉ có thể biết được tin tức của Nhật Diệu chi địa, người của Hiên Vân giới có thể nghe ngóng được tin tức của toàn bộ khu Thương Long, có lẽ Trần Huyền này đã biết được một vài tin tức mà hắn ta không biết. Trần Huyền cũng không nhiều lời, hắn ta chỉ chậm rãi nói, chuyến đi đến Thành Hỏa Vũ lần này có thể còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng rất nhiều, ai cũng không chắc chắn được người của giới vực cấp cao sẽ xuất hiện hay không. Diêm Khôi tiếp lời, hắn ta cười nói, dù người của giới vực cấp cao không đến, chỉ những các thủ ở Nhật Diệu chi địa đã không dễ đối phó rồi. Ở Nhật Diệu chi địa cũng có một vài giới vực mạnh, không yếu hơn giới vực cấp cao là bao. Vụt! Lúc này, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên thay đổi, lệnh bài xuất hiện trong tay không ngừng có huyết quang lóe lên,
sắc mặt của Tần Phong và Diêm Khôi cũng chợt thay đổi. Mấy người đồng thời nhận được cảnh báo, mấy người đi săn giết yêu thú cùng Liễu Vân gặp phải phiền phức lớn. Đi! Tần Phong là người đầu tiên đứng dậy, không nhiều lời mà lập tức xông về phía dãy núi sâu. Đi xem thử! Lâm Nhất ra vẻ đăm chiêu, hắn ôm lấy ngựa huyết long, đi theo sau lưng mấy người này. Vụt, vụt, vụt! Tốc độ mọi người rất nhanh, di chuyển tựa như tia chớp trong rừng. Không lâu sau đó đã nhìn thấy mấy người nhóm Liễu Vân. Ngoài ra còn có một nhóm người đứng đối diện, trong đó có không ít cao thủ thiên phách nhất trọng. Tần Phong ngạc nhiên nói, là mấy người của Thành Lưu Quang. Thành Lưu Quang và Thành Lôi Hỏa cách nhau không xa, cũng là một long thành lớn trong Nhật Diệu chi địa, bình thường người của hai long thành đã có mâu thuẫn. Trong lúc giao chiến, hai bên đều từng có không ít người thiệt mạng, có thù oán không nhỏ. Lâm Nhất im lặng ngẩng đầu nhìn lên. Người dẫn đầu đoàn người đông đúc của đối phương chính là hai thanh niên, tu vi đều là thiên phách nhất trọng đỉnh phong, phong mang thể hiện ra đều vô cùng khí phách. Dù là khí chất hay thực lực đều rất hơn người, cực kỳ nổi bật trong đám người. Hai người này là Bùi Vũ và Lãnh Nhạc của giới vực Hắc Sa, người mạnh nhất ở Thành Lưu Quang, có thể nói là hai trong 10 người mạnh nhất ở Nhật Diệu chi địa. Diêm Khôi đứng bên cạnh Lâm Nhất nhỏ giọng nói. Lâm Nhất gật đầu, nhanh chóng hiểu được nội tình. Mấy người nhóm Liễu Vân khá may mắn, lúc săn giết yêu thú thì trùng hợp hái được một quả ma hồn. Quả ma hồn này là báu vật chỉ có ở con đường thông thiên, khí ma sát hội tụ bên trong không thể làm trực tiếp luyện hóa được. Nhưng nó lại có tác dụng rèn luyện chân nguyên, mài giũa thân thể, đương nhiên là quá trình sẽ khá là đau đớn. Quả ma hồn bình thường nhất cũng có giá trị tối thiểu là 100.000 viên đan tinh nguyên trở lên, quả mà mấy người nhóm Liễu Vân hái được có chất lượng và tuổi khá cao, giá trị sẽ càng cao hơn. Nhưng bây giờ, quả ma hồn này lại nằm trong tay Bùi Vũ, xem ra dị quả đã bị người ta cướp mất rồi. Chuyện tương tự thế này rất thường gặp ở núi Hỏa Vũ, toàn bộ con đường thông thiên đều là như thế, hoàn toàn không có phân biệt đến trước đến sau. Một quả ma hồn không phải rất quý giá. Nhưng còn chưa vào đến Thành Hỏa Vũ đã bị người khác cướp mất thì thật sự rất mất mặt, huống hồ Thành Lôi Hỏa và Thành Lưu Quang vốn đã có thù oán với nhau. Đúng là trùng hợp, ở đâu cũng có thể gặp mấy người các ngươi, Tần huynh, cảm ơn quả ma hồn này của các ngươi nhé, vừa khéo giúp ta rèn luyện chân nguyên trước khi vào Thành Hỏa Vũ, tạm biệt. Bùi Vũ chơi đùa với quả ma hồn trong tay. Nhìn thấy Tần Phong đứng đầu nhóm người cũng không kiêng dè một chút nào. Nói xong, hắn ta bèn định rời đi, hoàn toàn không xem người của Thành Lôi Hỏa ra gì. Người có thể đi, nhưng quả ma hồn phải để lại. Trần Huyền tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Người nghĩ mình là ai mà dám uy hiếp ta? Nụ cười trên mặt Bùi Vũ biến mất, gã ta lạnh lùng nói. Trần Huyền của Hiên Vân Giới. Sắc mặt Trần Huyền không chút thay đổi, hắn ta chậm rãi giới thiệu bản thân. Trong mắt mấy người của Thành Lưu Quang có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, tiếng tăm của Hiên Vân Giới khá là vang dội ở Nhật Diệu chi địa này, Trần Huyền còn là cao thủ hàng đầu Thành Lôi Hỏa, nhưng trước giờ hắn ta luôn khá khiêm tốn, rất ít khi tiếp xúc với người của Thành Lưu Quang. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Vũ và Lãnh Nguyệt gặp hắn ta. Sắc mặt Bùi Vũ thay đổi, một lát sau. Hắn ta mới nói với vẻ sâu xa, đúng là mắt mờ rồi, chúng ta thật sự có nghe nói tới tiếng tăm của Hiên Vân Giới, tiếc là ngươi không phải mục viêm của Hiên Vân Giới, vẫn chưa có tư cách khiến ta đưa quả ma hồn cho ngươi chỉ bằng một câu nói. Nếu mục sư huynh ở đây, e rằng ngươi còn không dám thở mạnh ấy chứ, Liễu Vân bị cướp đi quả ma hồn tức giận nói. Trần Huyền giơ tay ngăn Liễu Vân, nói với đối phương, quả ma hồn cũng không phải thứ hiếm lạ gì, nếu ngươi thích. Ta tặng một quả cho ngươi cũng không sao. Nhưng nếu sư đệ của ta đã phát hiện ra nó thì lại khác, các hạ muốn rời đi như thế e rằng không dễ dàng đâu. Giọng nói của Trần Huyền dần cao hơn. Mấy người của Hắc Sa giới này cũng xem như đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mấy người nhóm Trần Huyền ở Thành Hỏa Vũ. Bây giờ nếu nhường nhịn đối phương, thì khi đến Thành Hỏa Vũ, mấy người này thật sự sẽ cho rằng họ dễ bắt nạt. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, đội hình của Hắc Sa giới cũng không yếu, đã chiêu mộ được không ít cao thủ.
Ngoài Bùi Vũ và Lãnh Nhạc còn có ba cường giả thiên phách nhất trọng, không hề thua kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng Trần Huyền không thể lùi bước, vì chuyện này ảnh hưởng đến thể diện. Nếu rút lui vào bây giờ, thì còn mặt mũi nào đi đến thành Hỏa Vũ nữa, càng khỏi phải nghĩ tới báu vật trong thành. Đúng là thú vị. Trong mắt Bùi Vũ có ánh sáng lóe lên, gã ta đảo mắt, sau đó ngẩng đầu cười nói, cũng đúng, ngay cả quả ma hồn cũng nhường, thì càng không cần phải tranh giành nhật diệu chi linh kia nữa. Nhưng bây giờ hai bên cũng không cần thiết phải tranh chấp với nhau, có lợi cho những người khác quá. Thế này đi, hai bên ra một chiêu, có chừng mực thôi. Người nào thắng sẽ lấy được quả ma hồn này, nếu thua cũng không mất mặt, dù sao cũng chỉ có một chiêu thôi mà. Thế cũng được. Giới vực Hắc Sa không thua kém giới vực Hiên Vân là bao, nếu thật sự ra tay thì khó mà nói trước được thắng thua. Diêm Khôi ở bên cạnh Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Chỉ so thắng thua bằng một chiêu cũng không xem là thua thiệt, hai bên đều có thể chấp nhận được. Đúng như dự đoán, Trần Huyền không chút do dự đồng ý, nhanh chóng dọn ra một chỗ đất trống trong rừng. Cường giả thiên phách nhất trọng giao thủ, Lâm Nhất cũng cảm thấy khá hứng thú. Những người này đã mở ra khí hải, chân nguyên nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu sử dụng sẽ tạo nên ảnh hưởng tương đối lớn. Bây giờ cũng là cơ hội để Lâm Nhất được biết, nếu không dựa vào kiếm ý, chỉ với hai kiếm quyết, thì hắn có tư cách chiến đấu với những người này hay không? Hắn kiêm tu Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết, chân nguyên hùng hậu hơn hẳn các cường giả thiên phách bình thường, dù không sử dụng kiếm ý cũng có thể hơn những người này một bậc. Trên bãi đất trống, Bùi Vũ cất quả ma hồn trong tay đi, sải bước tiến lên, cười nói, có lẽ các hạ phải cẩn thận đấy, nếu ta dám chủ động ra tay với ngươi thì đương nhiên ta phải có lòng tin, các ngươi muốn lấy quả ma hồn này đi cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Đối mặt với lời nhắc nhở thiện ý của Bùi Vũ, Trần Huyền chỉ nhướng mày, cười nói, ta cảm thấy làm người đừng quá tự tin vẫn tốt hơn, để đến khi thua rồi còn có một bậc thang để đi xuống. Vụt. Chỉ trong nháy mắt, hai người gần như không hề báo trước, mỗi bên đánh ra một trường. Trên người cả hai phát ra ánh sáng chói mắt, chân nguyên cuồn cuộn sôi trào như biển, còn không kịp suy nghĩ, bàn tay của hai người đã va chạm mạnh với nhau. Ầm. Trong tiếng vang chấn động đất trời, mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt, dư âm dao động, cổ thụ chọc trời xung quanh thoáng chốc bị nghiền nát. Mỗi một người ra tay đều mang đến dư âm làm vỡ vụn mọi thứ. Đến khi bụi tan đi, chăm chú nhìn lại, Trần Huyền đã lùi về sau ba bước, dấu chân vô cùng rõ ràng, còn Bùi Vũ thì lùi lại bốn bước. Một người lùi ba bước, một người lùi bốn bước. Trần Huyền của Hiên Vân giới thắng được nửa trận. Giao thủ trong nháy mắt, ngoài mấy cường giả thiên phách nhất trọng như Tần Phong và Diêm Khôi, những người ngoài đều rất khó nhìn rõ. Lâm Nhất thì lại thấy rất rõ ràng, trong khoảnh khắc đó, Trần Huyền và Bùi Vũ đồng loạt điều động khí hải. Khi chân nguyên trong khí hải lan ra, lực lượng tràn ngập trong cơ thể hai người lập tức dâng trào đến mức độ cực kỳ đáng sợ, khiến trong mắt Lâm Nhất lóe lên sự kiêng dè. Đáng sợ quá! Đều là thiên phách nhất trọng, nhưng khí thế lúc Trần Huyền và Bùi Vũ sử dụng khí hải mạnh hơn Diêm Khôi và Tần Phong rất nhiều. Nếu đối mặt với Diêm Khôi và Tần Phong, Lâm Nhất không cần sử dụng kiếm ý, chỉ dựa vào hai kiếm quyết là có thể chiến đấu với đối phương rồi, thậm chí còn có thể chiếm được lợi thế. Nhưng nếu so với Bùi Vũ và Trần Huyền thì còn thua kém một chút, phải sử dụng kiếm ý, nếu không sẽ rất khó chiếm được lợi thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nhất trở nên u tối, hơi lộ vẻ mất mát. Nhưng hắn lại thầm cười, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ là bán bộ thiên phách lại nghĩ đến việc so đấu chân nguyên với tồn tại thiên phách nhất trọng, chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Tuy trước giờ chưa từng có tiền lệ đồng thời kiêm tu hai kiếm quyết, nhưng có thể chiến đấu với cảnh giới như thế, còn muốn áp đảo đối phương thì quá không hợp lý. Như thế Bùi Vũ và Trần Huyền cũng không cần sống nữa, chắc chắn sẽ xấu hổ muốn tự vẫn. Về việc vì sao hai người này mạnh hơn Diêm Khôi và Tần Phong, ngoài việc họ vốn đều là thiên phách nhất trọng viên mãn đỉnh phong, mạnh hơn hai người Diêm Phong vốn chỉ là đại thành. Thì nguyên nhân quan trọng hơn là lúc hai người này độ kiếp đã sử dụng đan tinh nguyên nhiều hơn Tần Phong. Đều là kiếp thiên phách,
nhưng tích lũy không giống nhau, độ khó khi độ kiếp chắc chắn cũng khác nhau, tất nhiên sẽ có phân biệt cấp bậc. Ưu thế của hắn là kiếm trong tay hắn. Chấm, là thành tựu kiếm đạo không ai sánh bằng của hắn, hắn hoàn toàn không cần so đấu chân nguyên với những người này, chỉ cần áp đảo bằng kiếm ý là được. Cần gì phải nghĩ đến việc dùng tu vi tranh đấu với bọn họ, dùng khuyết điểm của mình chiến đấu với ưu điểm của người khác thì thật sự quá ngu ngốc. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Sâu trong nội tâm Lâm Nhất dần hiểu rõ hơn về mục đích của chuyến đi đến thành Hỏa Vũ lần này. Ngoài việc phải lấy được hoa lưu quang kim trản thì còn phải làm hoàn thiện trảm thiên tam kiếm trong thực chiến. Kén lôi và thanh liên, Lâm Nhất cảm thấy tạm ổn, gần như đã tu luyện được hoàn toàn, thực chiến chỉ là để thuần thục hơn thôi. Còn kiếm thứ ba nhật nguyệt thì đúng là còn có vài nơi phải hoàn thiện, sửa đổi nhiều. Cảm ơn. Trần Huyền chắp tay cười nói. Nghe đồn thực lực của Hiên Vân giới đã gần bằng giới vực cấp cao. Xem ra quả nhiên là thế. Bùi Vũ yếu thế, ánh mắt rất khó chịu, dường như là đang cho mình một bậc thang để lui xuống. Vụt. Hắn ta vung tay, quả ma hồn kia bay lên, bị Trần Huyền đón lấy. Chỉ so một chiêu thì gọi là thắng thua cái gì, chúng ta gặp nhau trong thành Hỏa Vũ. Bùi Vũ nói chuyện cũng rất hào sảng, gã ta cười khẩy một tiếng, sau đó dẫn theo mấy người của giới vực hắc xa rời đi. Sư huynh ra tay đúng là lợi hại, giới vực hắc xa này muốn đấu với chúng ta đúng là không biết lượng sức. Sư huynh lợi hại nhất, Bùi Vũ kia thậm chí còn không dám làm gì đã ngoan ngoãn đưa quả ma hồn cho huynh rồi. Người của Hiên Vân giới lập tức chạy đến chúc mừng Trần Huyền, giữa chân mày là vẻ hưng phấn không thôi. Đặc biệt là Liễu Vân, hắn ta mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng giành lại được quả ma hồn này. Tuy nó không phải là báu vật hiếm có. Nhưng cũng đáng giá 20 vạn viên đan tinh nguyên, cũng là một con số lớn với Liễu Vân. So với sự hưng phấn của những người này, Trần Huyền thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn ta lạnh nhạt nói, chỉ mới giao thủ có một chiêu, Bùi Vũ nói rất đúng, nếu chiến đấu hết khả năng thì khó phân thắng thua lắm. Ta muốn thật sự chiến thắng hắn ta là rất khó, về việc giết chết hắn ta thì gần như không có khả năng nào. Sư huynh, quả ma hồn này... Liễu Vân thấy Trần Huyền mãi không có động tác gì, không thể không nở nụ cười, chủ động nói. Trần Huyền ra vẻ đăm chiêu, bình tĩnh nói, người đã có tư cách độ kiếp, quả ma hồn này rèn luyện thân thể và ngưng tụ chân nguyên, khá là nguy hiểm. Nếu người bị nội thương, đến lúc độ kiếp sẽ gặp phiền phức lớn. Đương nhiên Liễu Vân biết rõ, nhưng dù không cần cũng có thể trao đổi với những người khác mà. Trần Huyền im lặng một lát rồi cười nói, mấy ngày qua ngươi săn giết yêu thú cũng thu hoạch được nhiều rồi, quả ma hồn này đưa cho Lâm Nhất đi, ngươi thấy sao? Hắn có cảnh giới bán bộ thiên phách, có lẽ là người cần quả này nhất trong chúng ta. Sau này đến thành Hỏa Vũ, thu hoạch được báu vật tương ứng ta sẽ cho ngươi giữ lại. Liễu Vân kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng sư huynh lại muốn đưa quả ma hồn này cho Lâm Nhất. Tiểu tử này chỉ là may mắn nắm giữ được kiếm ý thông linh, đến bây giờ vẫn không thể đột phá thiên phách, bàn về thực lực và tiềm lực không thể nào so sánh với hắn ta được. Nhưng nếu Trần Huyền đã nói, dù Liễu Vân không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận. Lâm Nhất huynh, huynh cứ cầm quả ma hồn này đi. Thấy Trần Huyền đưa dị quả đến, Lâm Nhất trần trừ một lát, sau đó vẫn nhận lấy. Quả ma hồn này có cấp bậc khá cao. Lâm Nhất chỉ từng nghe nói tới, hắn đồng thời kiêm tu hai loại kiếm quyết, nếu có thể rèn luyện chân nguyên này thì lợi ích nhận được sẽ gấp đôi người khác. Lâm huynh, huynh có ấn tượng thế nào với Hiên Vân giới của ta? Ta thấy huynh vẫn chưa có công pháp tạo hóa thượng phẩm, nếu đồng ý đi theo Hiên Vân giới ta, ta có thể nói chuyện với đại sư huynh Mục Viêm. Trần Huyên thấy Lâm Nhất nhận lấy dị quả thì lập tức cười híp mắt nói. Lâm Nhất thầm cười khổ, thực lực của Hiên Vân giới không tệ. Nhưng hắn cũng không có ý định đi theo họ. Nhưng bản thân hắn vốn thích mềm không thích cứng, quả này đã cầm trong tay, hắn cũng không muốn trả về như thế. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, sau đó ra vẻ trầm ngâm nói, Lâm Mỗ cũng không có ý định đi đến bất cứ một giới vực nào, cũng chỉ có quan hệ hợp tác với Trần huynh mà thôi. Nhưng ta rất thích tính cách của Trần huynh, hôm nay ta sẽ nhận ơn nghĩa này, sau này Hiên Vân giới cần gì, Lâm Nhất ta nhất định sẽ giúp. Lời nói này của Lâm Nhất cũng rất hợp tình hợp lý,
nếu Trần Huyền khiến hắn không thích như Bùi Vũ, thì dù quả ma hồn này có giá trị cao hơn nữa hắn cũng sẽ không nhận. Nhận quả ma hồn này, cũng chỉ là mang ơn họ mà thôi. Trần Huyền có vẻ hơi mất mát, nhưng vẫn cười nói, cũng được, nếu Lâm Huynh đổi ý thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Ngông cuồng. Còn Liễu Vân lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt cực kỳ bất mãn, Hiên Vân giới làm gì cần ngươi giúp đỡ chứ? Không nói đến Đại sư Huynh Mục Viêm, chỉ với Trần Huyền sư Huynh đã mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Không biết trời cao đất rộng. Những người khác của Hiên Vân giới ít nhiều gì cũng đều có suy nghĩ tương tự, nhưng Trần Huyền không nói gì, bọn họ cũng không thể hiện ra. Sau khi nhóm người đầu tiên đi xa, Tần Phong đứng bên cạnh Lâm Nhất nhỏ giọng nói, thật ra Huynh có thể suy xét về Hiên Vân giới này, giới vực cấp cao rất kiêu ngạo, lúc nào cũng xem người khác như kiến. Hiên Vân giới này là một trong rất ít giới vực cấp trung có thể chống lại giới vực cấp cao. Đại sư Huynh Mục Viêm của bọn họ còn là yêu nghiệt có tư cách bước vào bảng Thương Long đấy. Bảng Thương Long. Lâm Nhất hơi híp mắt lại, hắn từng nghe Phương Thiếu Vũ nhắc đến cái bảng này mấy lần. Con đường thông thiên chia làm 4 khu vực lớn là Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, người trong mỗi khu vực nếu có tư cách để tên mình hiện lên trong bảo kính thông thiên của thiên lộ sẽ được lên bảng của khu vực. Khu vực Thương Long, đương nhiên sẽ là bảng Thương Long. Bảng Thương Long gồm 100 người, nhưng khu vực Thương Long này có hàng nghìn hàng vạn giới vực, người nào cũng là thiên tài xuất chúng. Hơn nữa mỗi một khu vực đều có rất nhiều giới vực cấp cao, có thể leo lên bảng Thương Long đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Người có tu vi thiên phách nhị trọng mới có tư cách công phá bảng này, đương nhiên cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Lâm Nhất còn cách thiên phách nhị trọng một đoạn, cho nên cũng không để tâm lắm. Bây giờ đột nhiên nghe nói đại sư huynh của Hiên Vân giới này có thực lực công phá bảng Thương Long, hắn vẫn thấy khá ngạc nhiên, thực lực của Hiên Vân giới này đúng là không thể coi thường. Tần Phong thở dài, khẽ nói, trước khi đến, ta còn nghĩ khá đơn giản. Chuyến đi đến Thành Hỏa Vũ lần này, ta cũng không còn hy vọng gì với Nhật Diệu Chi Linh nữa, chỉ hy vọng có thể sống sót ra ngoài thôi. Có chuyện gì thế? Lâm Nhất khó hiểu. Sắc mặt Tần Phong liên tục thay đổi, trước đó Trần Huyền này chỉ nói qua loa, cũng không nhiều lời, nhưng có thể thấy rõ là bảo ta đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thành Hỏa Vũ này chắc chắn là chiến trường để các thiên tài của giới vực cấp cao tranh đấu, không có hy vọng cướp được Nhật Diệu Chi Linh đâu, chỉ có thể nghĩ cách tìm được mấy bảo bối khác thôi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống sót ra ngoài. Giới vực cấp cao đáng sợ đến vậy à? Lâm Nhất nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Tần Phong rất nặng nề, hắn ta gật đầu nói, có lẽ vì huynh đến khá muộn, không gặp trận huyết chiến lúc đầu, những người vừa mới đến đều là yêu nghiệt đứng đầu các giới vực. Những người này sẽ phục tùng giới vực cấp cao sao? Nếu không phục thì còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là giết chóc điên cuồng rồi, tiếng xấu của giới vực cấp cao cũng không phải là nói quá, đều là nhờ giết người mà có. Đại sư huynh của giới vực phong sát ta có thực lực và thiên phú không thua gì Mục Viêm của Hiên Vân giới, nhưng lại xui xẻo chết trong trận huyết chiến đó, ta cũng chỉ có thể dẫn theo huynh đệ còn lại rời xa nơi thị phi, đi tới Thành Lôi Hỏa để yên phận, nếu không ai mà chẳng muốn đi tìm năm tinh diệu chi địa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chứ. Nói tới chuyện cũ, Tần Phong có vẻ khá đau buồn, lời nói cũng rất bi thương. Lâm Nhất thầm thấy rung động không thôi. Xem ra con đường thông thiên này còn khó lường hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Cũng may có lẽ những yêu nghiệt của giới vực cấp cao trên bảng Thương Long sẽ không đến Thành Hỏa Vũ, nếu không thì thật sự không còn một con đường sống nào nữa cả. Nhưng dù thế cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên xảy ra mâu thuẫn với thiên tài của giới vực cấp cao, nếu không chạy đến chân trời góc biển cũng khó mà thoát chết. Tần Phong dặn dò Lâm Nhất, nhớ lại thủ đoạn của giới vực cấp cao. Trong mắt cũng thoáng lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Nhất im lặng một đáp, lời này khá là kích thích hắn. Nếu thiên tài của giới vực cấp cao tấn công thì cũng có thể biết được đám sát thần này đáng sợ đến mức nào. Đêm khuya thanh vắng. Lâm Nhất tìm được một nơi yên tĩnh gần nơi đóng quân, tiện thể luyện hóa quả ma hồn kia. Vào khoảnh khắc ăn quả vào, lập tức có ma sát màu đen cực kỳ điên cuồng tung hoành trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng thì ma sát màu đen này đã lan tràn khắp cơ thể hắn,
lục phủ ngũ tạng, máu huyết, kinh mạch, xương cốt, và cả bắp thịt. Oanh! Ma sát màu đen đột nhiên hóa thành ngọn lửa, hừng hực bốc cháy từ trong ra ngoài. Lâm Nhất cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn như một tấm thép đang không ngừng bị tinh luyện. Trong khoảnh khắc này, Lâm Nhất cảm nhận được chân nguyên của mình đang nhanh chóng ngưng luyện bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thần thụ thanh tiêu và cánh hoa tử diên cũng đang phải chịu sự mài giũa tỉ mỉ. Đồng thời, chiến thể thương long cũng động đậy, long văn tử điện bốc phát ra điện quang xẹt xẹt. Thương long cửu biến đã tu luyện đến viên mãn đỉnh phong từ lâu cũng thấp thoáng như có thể nâng cao một bậc. Lâm Nhất lập tức mừng rỡ không thôi, quả ma hồn này không chỉ có tác dụng gấp đôi với hắn, mà là gấp ba lần. Quả ma hồn thật sự là một loại quả tốt, ít nhất thì nó đã mang đến hiệu quả vượt xa dự liệu của Lâm Nhất. Đồng thời kiêm tu hai kiếm quyết khiến chân nguyên của hắn nhiều hơn người cùng cảnh giới gấp mấy lần, có thể giao thủ với cả cao thủ thiên phách nhất trọng. Nhưng thân thể cũng phải gánh vác nhiều hơn người bình thường, thân thể của Tần Phong được rèn luyện một lần trong lúc độ kiếp, còn Lâm Nhất chỉ có thể dựa vào chiến thể thương long để chống chọi. Hiện tại quả ma hồn này đồng thời rèn luyện cả thân thể và chân nguyên, đối với Lâm Nhất có thể nói là cầu còn không được. So với những lợi ích nhận được, đau đớn mà hắn phải thừa nhận hoàn toàn không đáng nhắc đến. Trong dãy núi hỏa vũ nóng bỏng, cả người Lâm Nhất bao phủ bởi ngọn lửa màu đen, long văn tử điện không ngừng bay lượn bên trong. Dưới sự tôi luyện của ma hỏa màu đen, những đường long văn tử điện như không những sợi dây xích không ngừng bị tinh luyện. Thấp thoáng lóe lên ánh sáng tựa như kim loại. Xẹt, xẹt. Dưới sự tinh luyện của quả ma hồn, những vết bẩn nhỏ bé ẩn sâu trong xương tủy đều được dọn sạch. Đó là cặn bã của đan dược và dị quả, bất kỳ đan dược và linh quả nào, dù có luyện hóa ra sao cũng sẽ để lại một chút cặn bã, dần theo năm tháng sẽ trở thành những vết bẩn khó mà rửa sạch. Nhưng được quả ma hồn tinh luyện, nó đều bị đốt cháy sạch. Biến thành khí đục mắt thường không thể nhìn thấy bay ra ngoài cơ thể. Oanh! Trong người Lâm Nhất chợt vang lên tiếng rồng ngâm, không ngờ trói buộc của thương long cửu biến đã bị phá vỡ. Thương long ấn trước ngực chảy ra một giọt máu tươi hòa vào trong long văn tử điện, khiến tử quang trói mắt kia mang theo một tia máu u ám. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc phát hiện những long văn tử điện đang di chuyển này như biến thành một phần của cơ thể, tựa như máu thịt. Hòa hợp một cách hoàn mỹ, cũng có thể điều khiển một cách hoàn mỹ. Đây là biến thứ 10, hay là khởi đầu hoàn toàn mới? Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Lâm Nhất, hắn cảm thấy thương long cửu biến này còn sâu xa hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Một đêm trôi qua. Khi ánh nắng sớm chiếu vào rừng, Lâm Nhất mở mắt, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn thở ra một ngụm khí đục. Cảm thấy cả người tràn đầy niềm vui, sảng khoái không nói nên lời. Rõ ràng chỉ qua một đêm nhưng lại như đã tôi luyện 10 năm trong lò lửa, rửa sạch bụi bẩn, tắm lửa sống lại. Hiệu quả của quả ma hồn này đúng là đáng sợ, nếu Trần Huyền biết nó có tác dụng với mình như thế thì chưa chắc hắn ta sẽ đưa nó cho ta. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy đi một vòng, để chân nguyên dâng trào trong kinh mạch. Trong nháy mắt. Tiếng nổ lớn như tia chớp không ngừng vang vọng trong người, lực lượng này mạnh hơn trước khi tôi luyện khoảng 3 phần. Lâm Nhất thầm tặc lưỡi, thế này thật sự có hơi quá, chỉ là một quả ma hồn thôi mà. Nhưng có lẽ cũng chỉ khi sử dụng lần đầu mới có thể có hiệu quả thế này, lần sau sử dụng chắc chắn sẽ không được rõ ràng như thế. Ấy! Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ ngạc nhiên, hắn đột nhiên xắn ống tay áo. Nhìn thấy những đường long văn tử điện di chuyển dưới da thịt. Những long văn di chuyển kia như máu huyết trong mạch máu, khiến hắn cảm thấy cực kỳ huyền diệu. Theo những long văn này, sức lực của cả cánh tay cũng dâng trào, trong chớp mắt đã đạt tới một mức độ kinh khủng. Dường như lực lượng ẩn chứa trong long văn tử điện đã dung hợp hoàn toàn với lực lượng thương long rồi. Tim Lâm Nhất đập mạnh, việc này quả thật có hơi bất ngờ, cho đến nay. Khí lực của hắn đã hơn 100 đỉnh, hiện tại, lực đạo hội tụ trong quyền mang vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Khi hơn 100 sợi long văn đều rót vào, tay phải Lâm Nhất gần như biến thành một cái chi rồng, khí lực cũng tăng đến 300 đỉnh. Soạt! Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Nhất, khí lực hệt như một vụ nổ kia ào ào tuôn ra. Tiến lùi đều nằm trong một ý nghĩ, không có một chút trở ngại nào.
Roi tử diễm lôi hoàng vốn phải dùng sức mới có thể điều khiển được, trước kia, hắn muốn điều khiển nó là việc cực kỳ khó khăn, nhiều nhất chỉ đánh ra một kích đã tiêu hao hết khí lực, nhưng giờ thì thoải mái hơn rất nhiều. Thịch, thịch. Có tiếng bước chân đột ngột vang lên, từ khí tức, Lâm Nhất có thể cảm nhận được người đến là Tần Phong. Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, có lẽ mọi người đã chuẩn bị tiến vào sâu trong dãy núi Hỏa Vũ, vì lẽ đó nên Tần Phong mới đến tìm hắn. Lâm Nhất, nên đi rồi. Nhìn thấy Lâm Nhất, Tần Phong khẽ thở ra một hơi, nhưng đột nhiên, trong mắt hắn ta lóe lên tia khác thường, huynh đã luyện hóa quả ma hồn rồi ư. Lâm Nhất khẽ gật đầu. Tần Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, luyện hóa quả ma hồn vốn rất đau đớn, vậy mà người này lại luyện hóa xong chỉ trong một đêm. Đi thôi. Sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, cũng không vì chuyện thực lực tăng vọt mà có bất kỳ thái độ khác lạ nào. Mấy ngày sau, nơi sâu trong dãy núi Hỏa Vũ, số lần đụng độ đội ngũ của các đại giới vực ngày càng nhiều, tuy nhiên, một đường vẫn gió êm sóng lặng, rất là thông suốt. Càng gần thành Hỏa Vũ, mọi người càng khiêm tốn hơn rất nhiều, tránh phát sinh mâu thuẫn trước khi tiến vào thành. Mất đi sự che chở của Long Tượng, thành Hỏa Vũ đã sớm trở thành hiểm địa, cho nên không ai bằng lòng giảm bớt thực lực sau khi vào thành. 7 ngày sau, tầm mắt mọi người đột nhiên trở nên khoáng đạt hẳn, trong dãy núi bỗng xuất hiện một hoang nguyên mênh mông bát ngát, giữa sự bao la ẩn chứa hoang vu. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một di tích cực kỳ khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm hoang nguyên. Di tích này rất rộng lớn, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một góc của nó, không cách nào quan sát được toàn cảnh. Rất khó tưởng tượng trước kia đó là một tòa thành. Có gió từ nơi xa thổi đến, mang theo hơi nóng vô tận, như lửa rơi xuống người. Nơi đó là thành Hỏa Vũ sao? Lâm Nhất có cảm giác rung động, tòa thành này thật sự lớn quá mức tưởng tượng, tuy nhiên, nó đã bị phá hủy gần như triệt để rồi. Chẳng lẽ tòa thành này bị tiêu diệt trong trận đại chiến kinh thiên tại thời điểm thịnh thế thượng cổ hoàng kim kia sao? Khí tức cổ xưa trong thành lâu đời hơn nhiều so với thành Lôi Hỏa, nếu so sánh thì có cảm giác thành Lôi Hỏa là do hậu nhân tạo dựng vậy. Di tích trước mắt mới thật sự là Long Thành thượng cổ. Trên thực tế, Lâm Nhất đã đoán đúng hoàn toàn, những Long Thành như thành Lôi Hỏa đều do hậu nhân trùng kiến xung quanh những cự tượng thần Long được bảo tồn nguyên vẹn. Long Thành thượng cổ chính thức còn nguyên vẹn cực kỳ hiếm thấy trên thiên lộ, năm đó, trận đại chiến kia quá mức thảm thiết, đến nỗi sao trên trời cũng bị đánh nát vô số kể. Nơi này đúng là đáng sợ, còn chưa tiến vào thành mà lực lượng lửa đã mạnh đến mức như thế. Tần Phong nhíu mày, trước đó có nghe đồn cao thủ thiên phách tầng thứ nhất dù thoát ra thì cuối cùng vẫn chết bởi lửa độc. Khi đó, hắn ta vẫn có chút không tin, nhưng giờ thì xem ra lời đồn không giả. Nhật Diệu Chi Linh càng khiến di tích Long Thành hung hiểm này càng trở nên hung hiểm. Lâm Nhất phóng tầm mắt nhìn ra xa, có rất nhiều võ giả giới vực lưu trú xung quanh hoang nguyên, thậm chí hắn còn thấy đám người Bùi Vũ của giới vực Hắc Sa. Tuy nhiên, không một ai mạo hiểm tiến vào hoang nguyên, quả thật có hơi kỳ quái. Những người này đang chờ cái gì? Liễu Vân cũng nhìn ra điểm kỳ quái, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Tần Phong trầm ngâm nói, độ mạnh yếu của Nhật Diệu Chi Linh mang tính chu kỳ, sẽ biến hóa theo Nhật Diệu Chi Tinh, mấy ngày nữa, sau khi Nhật Diệu Chi Tinh không còn mạnh như hiện tại, chúng ta mới có thể tiến vào đó. Nói cách khác, thật sự rất mạo hiểm, có khi còn chưa đi đến di tích tòa Long Thành này, chúng ta đã bị đốt thành cho bụi rồi. Khủng bố vậy sao? Liễu Vân biến sắc, thầm tặc lưỡi. Biên giới hoang nguyên, ngày càng nhiều cao thủ giới vực tiến đến. Hàng trăm, hàng ngàn nhân tài kiệt xuất của các giới vực trung cấp tại Nhật Diệu Chi Địa đang liên tục đổ về đây. Thậm chí, giới vực trung cấp của một số tinh diệu khác cũng nghe tin mà tiến đến. Lại nói, thế trận của một vài đội ngũ còn mạnh hơn rất nhiều so với đám người Trần Huyền, không ngờ Nhật Diệu Chi Địa lại hội tụ nhiều cao thủ như vậy. Người vượt qua kiếp thiên phách có thể nắm được một bó to, tùy tiện có thể thấy ít nhất đều là cao thủ có được tư cách độ kiếp thiên phách. Bán bộ thiên phách thì chỉ có một người là Lâm Nhất, cho nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có kinh ngạc và cũng có cười khẩy. Chắc là trong lòng bọn họ đang châm chọc, tu vi bực này e là không đến được thành Hỏa Vũ nữa kìa,
vậy mà cũng dám đến mạo hiểm. Lâm Nhất không rảnh để tâm đến việc này, hắn quét mắt nhìn một vòng, có khoảng 5, 6 người để lại ấn tượng khá sâu với hắn. Tuy bọn họ che giấu cực sâu, nhưng trên thực tế, khí tức chân nguyên trong cơ thể lại vô cùng đáng sợ, e rằng thời điểm độ kiếp phải sử dụng trên 100 vạn đan tinh nguyên. Tuy nhiên, có hơi thất vọng chính là không phát hiện tồn tại thiên phách tầng thứ 2. Xem ra trở ngại để tiến vào thiên phách tầng thứ 2 hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán của Lâm Nhất, và tài nguyên tiêu hao cho nó cũng là một con số khổng lồ. Hình như người quen ở Nhật Diệu Chi Địa đều đã đến. Tần Phong nhìn quanh một lượt, khe khẽ nói, tuy nhiên, giọng hắn ta có phần rời rạc. Ánh mắt vẫn tiếp tục di chuyển, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, sắc mặt hắn ta phức tạp, có thấp thỏm không yên, cũng có chờ mong. Lâm Nhất biết rõ hắn ta đang tìm kiếm cái gì, và cũng biết người này đang mong chờ điều gì. Hắn ta đang tìm kiếm người của giới vực cao cấp, mong mỏi những người này đừng xuất hiện, như vậy thì vào thành Hỏa Vũ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lâm Nhất thầm lắc đầu, người này thật sự bị giới vực cao cấp dọa sợ rồi, tâm tính như thế thì dù những người kia có không đến, hắn ta cũng sẽ chẳng thu hoạch được bao nhiêu trong thành Hỏa Vũ đâu. Dường như người của giới vực cao cấp không đến. Tần Phong nói với thái độ không xác định. Yêu nghiệt giới vực cao cấp đáng sợ vậy à? Theo ta được biết thì tu vi của những người này cũng không khoa trương đến vậy đâu, chỉ cần có tên trên bảng Thương Long thì cảnh giới không chênh lệch là bao so với ngươi và sư huynh đâu, bọn họ đều không đột phá đến thiên phách tầng thứ 2, đúng không? Liễu Vân lộ vẻ không vui, không cho là đúng. Hắn ta nắm giữ kiếm ý thông linh, lại tu luyện công pháp tạo hóa thượng phẩm, cùng cảnh giới chưa từng gặp địch thủ. Tự thấy rằng chỉ cần vượt qua kiếp thiên phách, chưa hẳn không có tư cách tranh phong cùng đám yêu nghiệt của giới vực cao cấp. Đại sư huynh Mục Viêm có thể làm được thì hắn ta cũng có thể làm được, hắn ta chắc chắn sẽ nổi danh tại Nhật Diệu Chi Địa. Tần Phong nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, ngươi chưa từng trải qua trận huyết chiến lúc ban đầu nên không biết được đó là trận chém giết thảm thiết đến mức nào, hung danh của giới vực cao cấp hoàn toàn do giết mà thành đấy. Kiếm ý thông linh của ngươi trong mắt bọn họ chẳng khác gì món đồ chơi, chứ có dại dột mà khiêu khích đám người này. Thú vị, ta đây thật sự chờ mong, mong đám người này đừng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiến vào thành Hỏa Vũ, nếu không thật có chút tiếc nuối. Trong mắt Liễu Vân bùng lên chiến ý dữ dội, có thể thấy được, hắn ta rất tự tin đối với tạo nghệ kiếm đạo của mình. Nói thật ra thì hắn ta cũng có chút tư cách để ngông cuồng. Kiếm ý thông linh vốn rất khó tham ngộ, nhưng trên thiên lộ này, ngay cả kiếm ý thông linh tiểu thành mà hắn ta còn chưa đạt đến. Lâm Nhất cũng không quá để tâm người này, tuy nhiên, đúng lúc này, trong lòng hắn chợt động, liền ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đến rồi. Trần Huyền vẫn giữ im lặng từ nãy giờ đột nhiên nói. Cùng lúc đó, tại biên giới Hoang Nguyên, tất cả cao thủ đứng đầu của các đại giới vực đều hướng mắt về một phía. Vòm trời, có bóng đen từ xa tiến đến, mang theo khí thế đâm thủng nắng gắt, như tia chớp vọt đến. Phút chốc, thanh niên mặc áo đen từ nơi cực xa tiến đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, gần như toàn bộ ánh mắt đều vô thức để dồn về phía hắn ta. Nhiều người đang nhìn hướng khác cũng bị thôi thúc bởi một điều gì đó, bất giác quay về phía này. Tần Phong lộ vẻ đắng chát. Yêu nghiệt giới vực cao cấp cuối cùng cũng đến. Soạt. Thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện khiến bầu không khí vốn khô hanh tăng thêm sự lạnh lẽo. Nhiều người cảm thấy sau lưng lạnh toát, ánh mắt không khác gì Tần Phong. Xem ra hung danh của giới vực cao cấp ở con đường thông thiên này đúng là hơi đáng sợ. Chỉ một người đã đè ép người khác không thở nổi. Trần Huyền nghiêm nghị, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, trầm giọng nói. Người này là Phong Vô Kỵ ở giới vực huyết cốt, có thể lọt vào 10 hạng đầu trên bảng Thương Long, một khi vượt qua kiếp thiên phách lần thứ 2, rất có khả năng tiến vào bảng Thương Long. Hắn ta là một đao khách, đao pháp cực kỳ tàn bạo, nắm giữ đao ý nhị phẩm. Cây đao trong tay hắn ta nghe nói là đạo binh hạ phẩm, dựa vào đao này có thể tranh tài với cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 2. Đạo binh. Trong lòng Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc, không hổ danh là giới vực cấp cao. Bất kỳ ai cũng có đạo binh. Vậy nếu là yêu nghiệt giới vực cấp cao trên bảng Thương Long,
nội tình còn mạnh đến mức nào, không thể tưởng tượng được. Chưa nói tới tu vi khủng khiếp của Phong Vô Kỵ, chỉ riêng đạo binh hạ phẩm đã đủ để áp đảo đa số người ở đây. Đám người Liễu Vân ngẩng đầu nhìn, phong mang của thanh niên áo đen đó không hề quá khoa trương, nhưng nơi nó đi qua đều sẽ có người cảm giác được sự lạnh lẽo sâu tận xương tủy. Kẻ đó, hắn ta độ kiếp ít nhất phải sử dụng 200 vạn viên đan tinh nguyên. Tần Phong nghiến răng nói, đó là con số khá khoa trương, có thể dùng 100 vạn viên đan tinh nguyên độ kiếp gần như là cực hạn mà giới vực trung cấp có thể đạt tới. Nhưng độ hùng hậu của khí hải người này, khí hải với chân nguyên dồi dào dâng tràn, đúng là đáng sợ giống như biển cả. Phút. Phong Vô Kỵ vừa mới hiện thân không bao lâu, giữa đất trời lại vang lên tiếng xé gió chói tai, một bóng người màu xám vững vàng đáp xuống. Khí tức trên người người đó không hề thua kém gì Phong Vô Kỵ, ngay lập tức dẫn tới hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Lại là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Sắc mặt mọi người ở Nhật Diệu Chi Địa đều có vẻ cực kỳ khó coi. Một nhân tài kiệt xuất ở giới vực cấp cao đến đây đã đành, bây giờ lại thêm một người, bọn họ ngay cả tư cách húp miếng canh e là cũng cực kỳ khó khăn. Khó chịu nhất là người của giới vực cấp cao không coi ai ra gì, trừ khi ngươi cũng là người của giới vực cấp cao, nếu không ở trong mắt hắn ta chỉ là sâu kiến. Chém giết người ở ngoài giới vực cấp cao đối với bọn họ mà nói không hề có gánh nặng tâm lý nào cả, không hề có gì kiêng dè. Nhiều người thay đổi sắc mặt, thậm chí trong lòng đã nhụt chí. Ở thành Hỏa Vũ, chỉ cần xui xẻo đụng phải hai người này có lẽ sẽ rất khó sống sót. Người này là Mạc Hàn ở giới vực Hắc Viêm, thực lực không thua kém Phong Vô Kỵ, hai người đều có thanh danh không nhỏ ở khu Thương Long. Cao thủ trên bảng Thương Long không xuất hiện, rất khó có ai có thể thắng bọn họ, hai người này đều đã đến đây. Lúc này, dù là Trần Huyền, sắc mặt cũng đã xuất hiện chút thay đổi. Hắn ta đã biết từ trước sẽ có giới vực cấp cao xuất hiện, nhưng hoàn toàn không ngờ hai người này sẽ đến. Với thực lực của Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn, ở Ngũ Đại Tinh Diệu Chi Địa cũng sẽ có một vị trí cho họ. Hoàn toàn không cần phải đến Nhật Diệu Chi Địa, truyền thừa và bảo tàng ở Nhật Diệu Chi Địa và Tinh Diệu Chi Địa chung quy cũng kém hơn những nơi khác một chút. Lâm Nhất tùy ý quan sát hai người này, sát khí trên người mỗi người đều nặng đến mức có chút đáng sợ. Chỉ sợ trước khi đến con đường thông thiên, bọn họ là những kẻ tàn ác ở giới vực của mình. Vong hồn dưới tay ít nhất cũng phải mấy nghìn, thậm chí hơn một vạn cũng có khả năng. So với hai người họ, tà tu mà Lâm Nhất từng nhìn thấy ở giới vực huyền hoàng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những ngày tiếp theo lại có một vài nhân tài xuất chúng ở các giới vực cấp cao, hoặc là đi một mình, hoặc là đi theo cặp xuất hiện. Chỉ là thực lực bọn họ đều thua kém Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn không ít, Trần Huyền hơi yên tâm được một chút. Nếu người ở giới vực cấp cao đến đây toàn là kẻ tàn bạo như hai người kia, thì hắn ta thật sự không cần phải đến thành Hỏa Vũ nữa. Hai ngày sau, khi mọi người cảm giác được cái khô nóng của Hoang Nguyên rõ ràng giảm bớt đi không ít, cuối tầm nhìn lại xuất hiện hai bóng người, lướt đi như tia chớp. Khí tức đó không hề thua kém gì Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn. Lại là hai người trong 10 hạng đầu dưới bảng Thương Long, Trần Huyền nhíu mày, khẽ giọng nói. Hai người thanh niên một gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu, dường như gió thổi là ngã, trên người đeo trường kiếm. Người còn lại vóc dáng cường tráng, mặt rộng miệng rộng, nhưng mắt lại giống như rắn độc đáng sợ, lấp lánh tia sáng lạnh lẽo âm u. Hai người có thể hình quái dị. Đứng cùng nhau trông tương phản rất lớn. Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân cũng đã đến. Hai người này đều có thực lực xếp trong 10 hạng đầu dưới bảng Long Vân. Đừng thấy tướng mạo bọn họ xấu xí, tuyệt đối không được sơ suất. Trước kia Đại sư Huynh từng giao đấu với hai người này, đấu 500 chiêu mới miễn cưỡng chiến thắng. Ánh mắt Trần Huyền nghiêm nghị, lên tiếng nhắc nhở đám người Lâm Nhất. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Gần một nửa yêu nghiệt của giới vực cấp cao có thể xếp vào 10 hạng đầu dưới bảng Long Vân đã đến đây. Những người này hầu như đều có tu vi thiên phách tầng 1 viên mãn, lúc độ kiếp ít nhất đã hao tốn 200 vạn viên đan tinh nguyên trở lên, trên người có khí tức cực kỳ đáng sợ. Phong mang ẩn giấu mạnh hơn Trần Huyền và Bùi Vũ nhiều. Rất có thể trong tay mỗi người đều có đạo binh, đợi đến thành Hỏa Vũ,
những người này chắc chắn sẽ có thực lực áp đảo, nhân tài ở Nhật Diệu Chi Địa hoàn toàn không thể giao tranh với những người này. Còn Nhật Diệu Chi Linh thì đừng nghĩ tới. Trừ những nhân tài trong 10 hạng đầu sau bảng Thương Long, những giới vực cấp cao khác cũng có nhiều tồn tại đáng sợ. Tần Phong nói thành hỏa vũ này sẽ là vũ đài giao tranh của các giới vực cấp cao, không sai chút nào. Hai tên Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn cũng đến rồi. Thạch Phong của U Vân giới người gầy trơ xương, lưng đeo cổ kiếm chuyển ánh mắt, lập tức phát hiện sự tồn tại của hai người này. Trần An, thanh niên mặt rộng ở bên cạnh cười nhạt không nói. Chuyện này còn phải hỏi, chắc chắn bọn họ cũng có tâm tư giống hai chúng ta, đều muốn lấy hết trọng bảo ở thành hỏa vũ, nhanh chóng lấy Nhật Diệu Chi Linh. Nhật Diệu Chi Linh có thế nào cũng là một trong những thứ mấu chốt để mở ra Thương Long cấm giới. Nếu có thể lấy về tay, ai lại muốn từ bỏ dễ dàng. Trừ nhân tài của giới vực cấp cao, còn có nhiều sâu kiến chạy đến đây như vậy, gan cũng to thật. Trần An rời mắt khỏi các nhân tài của giới vực cấp cao, nhìn đám đông trong Nhật Diệu Chi Địa, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nồng đậm. Đến đây cũng chỉ để chịu chết, không biết tự lượng sức. Hai người không coi ai ra gì, so với người của giới vực cấp cao khác, phong mang vô cùng công khai. Sự giễu cợt với người ở Nhật Diệu Chi Địa không hề che giấu, sát cơ cũng không hề kiêng dè. Vẻ mặt đó khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tiết. Hai tên đó. Sắc mặt Liễu Vân hơi khó coi, rõ ràng không ngờ Trần An và Thạch Phong lại ngạo mạn như vậy. Lâm Nhất lại rất bình tĩnh. Nào chỉ là hai người này, những người ở giới vực cấp cao khác đều như vậy, chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi, thậm chí nhìn thêm vài lần cũng không muốn. Loại ngạo mạn khắc sâu trong xương cốt càng khiến người ta phản cảm. Đừng xúc động. Trần Huyền thản nhiên nói, vào thành hỏa vũ, chúng ta có thể sẽ bị gió cát trong hoang nguyên chia cắt, đợi sau khi vào thành, mọi người mau chóng tập hợp với nhau. Chỉ cần không phân tán. Gặp phải những người của giới vực cấp cao này vẫn có thể tự bảo vệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải bốn nhân vật xếp 10 hạng đầu sau bảng Thương Long. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại 7 ngày qua đi. Nhiệt độ trên hoang nguyên sâu trong dãy núi Hỏa Vũ rõ ràng đã yếu hơn nhiều, nhiệt độ cao vốn dĩ phải dùng chân nguyên để chống đỡ mọi lúc đó đã có thể dùng thân xác miễn cưỡng chống đỡ. Bầu không khí thấp thỏm và căng thẳng lan tràn trong lòng mọi người. Ai cũng hiểu rõ, thời cơ vào thành hỏa vũ đã đến. Vút! Có bóng người màu đen xé gió bay đi, Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt nhếch lên nụ cười lạnh lùng, dẫn đầu hành động. Hắn ta giống như một thanh cuồng đao chém rách bầu trời, thét gào bay đi, khí thế dồi dào. Gần như chỉ trong chớp mắt, thân hình đã biến mất ở nơi sâu trong hoang nguyên. Hướng về phía di tích Long Thành. Đi, đừng để tên kia đến trước chúng ta. Tốc độ của hắn đúng là nhanh thật. Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân chửi đồng một tiếng rồi đồng loạt hành động, tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với Phong Vô Kỵ. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, nhân tài kiệt xuất của tất cả các giới vực đều kìm nén không nổi nữa, bất chấp hiện tại vẫn chưa đến thời cơ tốt. Bọn họ lục tục bay vọt lên, điên cuồng lao về phía di tích Long Thành ở giữa hoang nguyên. Trần Huyền có vẻ lão luyện hơn, hắn ta vẫn chờ cho đến lúc nhiệt độ ở hoang nguyên xuống thấp nhất, mới trầm giọng quát, đi. Có lẽ thành hỏa vũ sẽ có không ít lưu quang kim chản đâu nhỉ. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, sâu trong lòng hắn cũng không vì người của giới vực cao cấp đến mà nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Mục tiêu của hắn không hề thay đổi. Đó chính là bỏ túi toàn bộ hoa lưu quang kim chản sinh ra trong thành, thuận tiện siêu tầm một vài thiên tài địa bảo khác. Cuối cùng mới là Nhật Diệu Chi Linh, có cũng được mà không có cũng được. Bảo vật bị phong ấn có tiếng tăm không nhỏ, lấy được nó chẳng khác nào củ khoai lang bỏng tay. Soạt! Tiến vào hoang nguyên chưa được bao xa, đoàn người đã đối mặt với sóng nhiệt ngập trời, cả bọn lập tức thôi thúc chân nguyên. Ngẩng đầu nhìn lại. Di tích Long Thành ở trung tâm hoang nguyên không hề gần như bọn họ đã nghĩ. Không bao lâu nữa sẽ có bão cát. Vốn đã nóng bỏng khó chịu, toàn thân cứ như bị lửa đốt, cuồng phong nổi lên lại càng thêm khó mà chịu được. Những người miễn cưỡng tụ lại cùng nhau lập tức bị đánh tan tác, khoảng cách giữa người với người ngày càng kéo giãn.
Mọi người chớ loạn, sau khi vào thành nhớ nhanh chóng tụ họp. Bên tai vang lên âm thanh của Trần Huyền, Lâm Nhất liếc nhìn trận bão cát đang ập đến, khẽ lắc đầu. Ngoại trừ mấy người Tần Phong, Diêm Khôi còn có thể miễn cưỡng duy trì phương hướng thì trên cơ bản, những người khác đều đã mất phương hướng. Dưới sự ảnh hưởng của Nhật Diệu Chi Linh, linh khí thuộc tính hỏa trong không khí quá mức điên cuồng. Không có một giây phút nào mà không giống như đang ở trong dung nham, mồ hôi đầm đìa, tầm mắt đã sớm trở nên mơ hồ. Lúc này, trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, mau chóng đi đến Long Thành, dù tình thế cấp bách cũng không được hoảng loạn. Lâm Nhất chậm rãi bước đi trong đó, kiếm ý tràn ngập quanh thân, linh khí thuộc tính lửa địa ngục sôi trào. Kiếm ý bất diệt tựa như một tấm màn ngăn vô hình, bất kể những linh khí thuộc tính hỏa này có công kích bao nhiêu thì vẫn không cách nào thẩm thấu vào được. So với hắn thì Liễu Vân có vẻ thảm hơn nhiều. Hắn ta còn chưa đạt đến kiếm ý thông linh tiểu thành, trực tiếp bị linh khí thuộc tính hỏa ở đây thiêu đốt, kiếm ý quanh thân cháy hừng hực. Sợ là còn chưa đi đến thành hỏa vũ thì kiếm ý đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nửa canh giờ sau, một tòa di tích Long Thành không cách nào mô tả bằng lời xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Thành hỏa vũ, đến rồi. Tốc độ của Lâm Nhất không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc, hắn đã đến di tích Long Thành. Sau khi tiến đến gần, bão cát biến mất, Lâm Nhất có hơi kinh ngạc khi phát hiện tòa Long Thành khổng lồ này còn hoang phế hơn so với trong tưởng tượng. Hầu hết kiến trúc đều chôn vùi dưới cát vàng, liếc nhìn thật sự rất hoang vu. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào di tích Long Thành, Lâm Nhất liền phát hiện linh khí thuộc tính hỏa cuồng bạo bỗng nhiên có xu hướng dịu lại, nhưng phải cẩn thận cảm nhận mới phát giác được. Những linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng này không hoàn toàn tiêu tán, mà dung nhập vào trong không khí, cũng có nghĩa là mỗi một nhịp thở, chúng sẽ tràn vào trong cơ thể, dù có đóng chặt lỗ chân lông, không hô hấp thì cũng sẽ thẩm thấu vào. Lâm Nhất rót kiếm ý vào đôi mắt, hắn lập tức nhìn thấy rất nhiều đốm lửa màu đen mà mắt thường không thấy được, ngay cả kiếm ý cũng không thể chém vỡ chút. Tính công kích của đốm lửa đen không quá mức chí mạng, nhưng nếu tích tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thì ra là thế. Lâm Nhất tản đi kiếm ý trong mắt, có lẽ top người đầu tiên đến thành hỏa vũ không chú ý đến điểm kỳ quái này. Không thể nán lại đây quá lâu, nếu không, một lúc sau, đốm lửa đen sẽ ngưng tụ tạo thành hỏa độc đáng sợ. Đến lúc đó lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, xương cốt toàn thân đều sẽ bị thiêu đốt không còn gì, thối rữa từ trong ra ngoài. Không đáng ngại, chỉ cần sớm rời đi là được. Trong lòng Lâm Nhất đã có tính toán, hắn nhanh chóng tìm được phương hướng trong di tích thành hỏa vũ, sau đó tiến thẳng một mạch. Thoạt nhìn bước chân của hắn không quá nhanh. Nhưng trên thực tế, bất giác đã đuổi kịp nhiều nhân tài kiệt xuất phát từ sớm. Không khác biệt là bao so với dự đoán của Lâm Nhất, di tích này thực sự rộng lớn, người của Hiên Vân giới đã sớm phân tán, muốn tụ lại một lần nữa e là không dễ dàng. Với hắn thì đó cũng là may mắn, độc hành sẽ đỡ rắc rối hơn. Hắn di chuyển trong vô định, ngẫu nhiên, trong tầm mắt sẽ xuất hiện một vài bóng dáng vội vã. Nhưng có lẽ thành hỏa vũ không quá giống với trong tưởng tượng của mọi người, bọn họ thật sự không nghĩ tòa Long Thành này lại hoang tàn đến thế. Hầu hết kiến trúc đều bị chôn vùi dưới cát vàng, khó mà tìm kiếm được thiên tài địa bảo cùng với truyền thừa của Long Thành. Độ khoảng 2 canh giờ sau, bước chân Lâm Nhất thoáng khựng lại, hắn híp mắt nhìn về phía trước. Vận khí không tệ. Phía trước, cách ngàn mét, giữa cát vàng là một gốc cây cao khoảng nửa thước. Thân cây phát ra ánh sáng vàng nhạt, hệt như một thanh kim loại. Ngọn cây treo lủng lẳng một đốm lửa trắng, giữa đốm lửa là một đóa kỳ hoa đang lẳng lặng nở rộ. Hoa lưu quang kim tràn. Lâm Nhất cho rằng ít nhất phải mất một ngày mới có thể tìm được, nào ngờ còn chưa đến nửa ngày mà đã có thu hoạch. Lưu quang kim tràn nở rộ chia làm các màu trắng, xanh da trời, tím và vàng. Màu trắng là hạ phẩm, vàng là thượng phẩm. Còn được xem là cực phẩm trong truyền thuyết. Đóa lưu quang kim tràn trước mắt tuy rất bình thường trong hàng hạ phẩm, nhưng dù sao cũng là một điểm báo tốt. Lâm Nhất không chút do dự rót chân nguyên vào hai tay rồi duỗi tay ra hái. Xoạt. Gốc cây cao nửa thước lập tức bị nhổ tận gốc, mang theo đóa lưu quang kim tràn kia rơi vào trong tay hắn hệt như một tia chớp.
Còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận thì cát vàng trên mặt đất bỗng nổ tung, từ trong lòng đất có một con mãng xà khổng lồ trên đầu có vảy lao ra. Trên người Hắc Lân cự mãng tràn ngập khí tức thiên phách đỉnh phong, thân hình dài trăm thước toát ra thi khí vô cùng đáng sợ. Đây là một con yêu thú đã chết. Nhưng không biết được lực lượng nào tầm bổ, nó lại một lần nữa sống lại, hơn nữa còn có chấp niệm cực kỳ mãnh liệt với lưu quang kim chản trong tay Lâm Nhất. Thoáng chốc, con Hắc Lân cự mãng này đã há cái miệng khổng lồ ra, nhoài về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cất lưu quang kim chản đi, không chút hoang mang, thong thả lui về sau. Đằng Vân Quyết lập tức được thi triển, dưới chân hắn có dòng khí hình rồng vần quanh, phút chốc đã mang hắn lui ra xa. Khi con Hắc Lân cự mãng kia một lần nữa chồm đến, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, đã thu được lưu quang kim chản nên hắn không có ý định khách khí với cự mãng. Rầm. Một tiếng động cực lớn vang lên, thân hình khổng lồ của Hắc Lân cự mãng trực tiếp bị Lâm Nhất đánh bay. Nhưng sau khi rơi xuống, nó xoay người một cái, dường như không hề bị thương, lại gào lên rồi lần nữa xông đến. Phiền toái. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có chút chán ghét đối với loại yêu thú bị giày vò nửa sống nửa chết này. Lập tức, chỉ trong một nhịp thở, hơn trăm sợi long văn tử điện rót vào cánh tay phải của hắn, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt lại, lôi quang sáng chói bùng lên, khí lực cuồng bạo tiếp cận 300 đỉnh hùng hổ đánh tới. Rầm. Ngoại trừ khí lực khủng bố, Lâm Nhất còn ra chỉ kiếm ý vào một quyền này, ngay khi va chạm Hắc Lân cự mãng, quyền mang đã trực tiếp đánh nó nát vụn. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, khi Hắc Lân cự mãng hoàn toàn tử vong, mặt đất bắt đầu chấn động. Hình như cũng chỉ có thế. Lâm Nhất thở ơ liếc nhìn, sau khi phát hiện thi thể của Hắc Lân cự mãng không có thứ tài liệu nào có giá trị, hắn liền bay thẳng đến phía trước. Tiếp đó, Lâm Nhất vẫn tiến thẳng một mạch về phía trước, cố hết sức tránh những nơi có nhiều người tụ tập, tập trung thu thập lưu quang kim chản. Sau 2 ngày, thu hoạch của hắn coi như không tệ. Tổng cộng thu được 3 đóa hạ phẩm, 4 đóa trung phẩm, hắn đem toàn bộ hoa bóp nát rồi giải vào hộp đựng kiếm tử diên sau lưng. Có thể cảm nhận được rất rõ, nhờ có hương hoa uẩn dưỡng, phẩm chất của kiếm táng hoa thật sự đã có tiến bộ. Tuy nhiên, trong 2 ngày này, những yêu thú mà Lâm Nhất đụng độ ngày càng khủng bố, có một lần, thậm chí hắn đã đối mặt với 4 con Hắc Lân cự mãng đồng loạt tập kích. Hương hoa nồng thật. Trước một kiến trúc hoang phế, Lâm Nhất dừng bước, ánh mắt lóe lên tia khác thường. Hương hoa lưu quang kim chản theo gió từ xa truyền đến, 2 ngày qua, Lâm Nhất chưa từng ngửi thấy hương hoa nồng như vậy. Chẳng lẽ là lưu quang kim chản thượng phẩm? Tim Lâm Nhất lỡ một nhịp. Không chút nghĩ ngợi, lập tức đi theo hương hoa tìm kiếm. Vèo, vèo. Càng đến gần, Lâm Nhất càng cảm thấy kinh ngạc, hương hoa nồng như rượu, khó mà cưỡng được, chỉ nghe thấy thôi đã chênh choáng say rồi, e rằng không chỉ đơn giản là lưu quang kim chản thượng phẩm. Nửa ngày sau, cuối cùng, Lâm Nhất cũng dừng bước. Đằng trước, một cái cây cao trên 10 mét, trên cành cây có một đóa lưu quang kim chản màu vàng chói rủ xuống. Cẩn thận đếm có đến 10 cánh hoa sắc vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói lóa, mê người. Nhụy hoa lóe lên tia lưu quang đỏ như máu. Sắc lưu quang đỏ tươi hòa cùng sắc vàng óng ánh, khiến đóa lưu quang kim chản kia như được phết lên một tấm áo choàng mộng ảo. Lâm Nhất nhanh chóng có phán đoán, đây chính là gốc lưu quang kim chản cực phẩm, phải mất ngàn năm mới nở hoa. Tuy nhiên, hề hề. Lại thêm một kẻ tìm chết. Xem ra gốc lưu quang kim chản cực phẩm này có sức hấp dẫn không nhỏ, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, sẽ có người liên tục đưa đến cửa. So với lưu quang kim chản thì bảo vật trên người bọn họ cộng lại càng có sức hấp dẫn lớn hơn. Hóa ra là một tên phế vật còn chưa đạt đến cảnh giới thiên phách. Xung quanh lưu quang kim chản đã có 4 người chờ sẵn từ sớm, trên mặt đất có khoảng 10 thi thể nằm rải rác, máu chảy lênh láng. 4 người này đến từ một giới vực trung cấp nào đó, tu vi đều đã đạt đến tư cách độ kiếp, bọn họ vừa nói vừa đánh giá Lâm Nhất một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy châm chọc. Đã đến rồi thì không cần đi nữa. Người cầm đầu nở một nụ cười dữ tợn, như một cơn lốc lao về phía Lâm Nhất, 3 người còn lại thì nhanh chóng tản ra, ngăn chặn toàn bộ đường lui của hắn.
Có lẽ bốn người này đã hợp tác được một thời gian dài, cho nên hành động vô cùng ăn ý. Muốn chết. Lâm Nhất dùng ngón tay làm kiếm, chớp mắt, tung một chỉ như lôi đình. Ầm. Kiếm quang màu xanh lóe lên trên đầu ngón tay, phá vỡ trưởng mang của người nọ, đồng thời đâm thẳng vào mi tâm hắn ta. Phụt. Người vừa ra tay phun ra một ngụm máu tươi, không bò dậy nổi. Kiếm ý, tên tiểu tử này nắm giữ kiếm ý thông linh, cùng hành động. Ba người còn lại lộ vẻ hoảng sợ, vội gào lên. Không biết lượng sức. Lâm Nhất di chuyển, phút chốc tàn ảnh xếp chồng lên nhau, mỗi một tàn ảnh đều chỉ một ngón tay về các hướng khác nhau. Ầm ầm ầm. Ba người còn chưa đến gần thì đầu người đã bay ra ngoài. Xíu, yêu yêu. Khi tàn ảnh hoàn toàn xếp chồng lên nhau, Lâm Nhất hiện thân, liếc nhìn bốn thi thể trên mặt đất, thầm nói, hiện tại cao thủ vượt qua thiên phách tầng thứ nhất vẫn chưa đủ trọng lượng trước mặt ta. Thực lực thế này mà đòi giết ta, đúng là không biết tự lượng sức. Lâm Nhất cũng không sốt ruột hái đóa lưu quang kim trản cực phẩm này, hoa còn chưa nở hoàn toàn, đợi khi huyết quang trong nhụy hoa ngưng tụ thành máu tươi, nhỏ trên cánh hoa tạo thành một ngọn lửa hệt như ánh mặt trời, khi đó mới xem như chính thức thành thục. Lưu quang kim trản cực phẩm là thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, đương nhiên phải đợi hoàn toàn thành thục mới được, nếu không thì lãng phí quá. Lâm Nhất tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa canh giờ sau, huyết quang trong nhụy hoa vốn cô đọng như băng dần hòa tan, khi nó nhỏ xuống, cánh hoa từ từ bốc cháy. Ngay lúc đó, Lâm Nhất mở mắt ra. Không phải bởi vì cánh hoa đã chín, mà vì ở cồn cát phía trước có một người xuất hiện. Người tới mặc một bộ đồ xám, trên người tràn ngập sát khí dữ tợn, chân nguyên trong cơ thể sao động. Khí hải sôi trào. Đây là một cao thủ thiên phách tầng thứ nhất, thực lực tương đương với Tần Phong, có lẽ yếu hơn Trần Huyền một chút nhưng cũng không chênh lệch là bao. Ở Nhật Diệu chi địa, người có thể vượt qua kiếp thiên phách đều không đơn giản, có thể miễn cưỡng xưng là cao thủ. Những người này đều do ngươi giết, lợi hại đấy, bán bộ thiên phách có được thực lực lực này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên, giờ thì ngươi cút được rồi. Thanh niên áo xám vô cùng bá khí và ngang ngược, thái độ có phần kiêu căng. Nếu như là ở thành lôi hỏa trước đó, có lẽ Lâm Nhất sẽ có chút kiêng kỵ đối với thiên phách tầng thứ nhất, nhưng sau khi luyện thành trảm thiên tam kiếm, thực lực tiến một bước dài, sau đó không lâu lại dùng quả ma hồn rèn luyện chân nguyên cùng thân thể, hôm nay, hắn đã có đủ vốn liếng để hoàn toàn không đặt người này vào mắt rồi. Ngươi không được đâu. Lâm Nhất thản nhiên nói. Cũng không có ý định rời đi. Thanh niên áo xám nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy thương cảm, hắn ta lắc đầu, trên thiên lộ này đúng là có rất nhiều người cương quyết bướng bỉnh, mỗi một tên đều cho mình là thiên tài, có thể vượt cấp tác chiến. Đáng tiếc, người vốn không biết cao thủ thiên phách tầng thứ nhất có bao nhiêu đáng sợ đâu. Ta khuyên người vẫn nên mau chóng rời đi đi, bằng không, e rằng người không có cơ hội để hối hận đâu. Không cần hối hận, giết ngươi là được. Lâm Nhất phất tay, khoảnh khắc hộp đựng kiếm mở ra, có vô số cánh hoa bay ra, trắng, xanh lam, tím, những cánh hoa ba màu rực cháy, lửa răng đầy trời, táng hoa xuyên qua một trời lửa đỏ rơi vào tay hắn. Gian ngoan mất linh. Thanh niên áo xám giận dữ, khí tức trên người ầm ầm bộc phát, chân nguyên trong khí hải cùng tử phủ đồng thời sôi trào. Soạt. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp ra tay thì Lâm Nhất đã rút táng hoa khỏi vỏ. Phút chốc, sương mù dày đặc phủ kín mỗi một góc xung quanh đây, sâu trong sương mù, sắc mặt thanh niên áo xám thoáng thay đổi, bắt đầu đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, sương mù đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn ta còn chưa kịp hiểu rõ thì sương mù đầy trời đã tiêu tán, thoáng qua như một giấc chiêm bao, không để lại chút dấu vết nào. Chỉ là có một nhúm sương mù đã lẳng lặng tràn vào mi tâm hắn ta trước khi tan biến hoàn toàn. Giả thần giả quỷ. Thanh niên áo xám phát hiện bản thân không có gì đáng ngại thì lạnh giọng mắng một câu, nhìn thấy Lâm Nhất một lần nữa thu kiếm vào vỏ, không khỏi cười lạnh nói, giết chóc giờ mới bắt đầu, người muốn thu kiếm bỏ chạy đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Mỗ giết người, chỉ một kiếm, người đã chết. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói. Vừa dứt lời,
kiếm tơ trong đầu hắn ta đã cô đọng thành kén, khi thân kiếm hoàn toàn tra vào vỏ, kiếm tơ lập tức bùng nổ. Ầm. Giữa kiếm quang như sấm sét chói lóa, đầu thanh niên áo xám nổ tung, thân thể không đầu nứt ra vài khe hở, rồi ầm ầm ngã xuống. Bịch. Thi thể ngã xuống đất làm bụi mù bắn lên, đúng lúc này, lưu quang kim trản cực phẩm cũng đã hoàn toàn thành thục. Lâm Nhất vẫy tay, cả đóa lưu quang kim trản rơi vào lòng bàn tay hắn, hào quang màu vàng cùng màu đỏ giao nhau, làm nổi bật từng đường nét tuấn tú lại có phần yêu dị của Lâm Nhất. Có rất nhiều võ giả của các đại giới vực ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, trong mắt bọn họ đều lóe lên tia hoảng sợ. Thật đáng sợ. Một kiếm, chỉ một kiếm đã giết chết tồn tại thiên phách tầng thứ nhất. Lưu quang kim trản trong lòng bàn tay tỏa ra hào quang như mộng ảo, ánh sáng hào nhoáng như một dãy lụa vàng bao lấy Lâm Nhất. 10 cánh hoa màu vàng có máu tươi chảy xuôi như sương sớm, cánh hoa thẩm thấu máu tươi càng đặc biệt mê người. Mỗi một cánh hoa đều tuôn ra năng lượng kinh người, đó là năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm, khiến cho lưu quang kim trản thoạt nhìn như là một đóa hoa được sản sinh từ mặt trời. Kỳ hoa như thế cũng chỉ sinh ra ở Nhật Diệu Chi Linh mà thôi, tương hỗ lẫn nhau, ở nơi khác e là khó có được môi trường thích hợp để nó sinh trưởng. Tìm được thứ này xem như là cơ duyên xảo hợp. À, nói chính xác là đúng người đúng thời điểm, trên thiên lộ, cái gọi là trùng hợp còn chưa đủ. Phải có thực lực nữa mới được. Soạt. Lâm Nhất lấy hộp đựng kiếm trên lưng xuống, đặt kiếm táng hoa vào, sau một hồi do dự, cuối cùng, hắn vẫn nghiền nát lưu quang kim trản cực phẩm trong tay. Thật không nỡ, dù hắn không phải võ giả tu luyện thuộc tính hỏa, nhưng 10 cánh hoa này cũng đủ để Lâm Nhất thăng cấp lên thiên phách rồi. Nhưng vì táng hoa, tất cả đều đáng giá. Ánh mắt Lâm Nhất vô cùng kiên định. Không chút do dự đem cánh hoa phủ kín hộp đựng kiếm. Bên trong hộp đựng kiếm tràn đầy khí lạnh, tuy, những cánh hoa này đã được bỏ vào một thời gian dài nhưng linh tính vẫn trường tồn bất diệt. Xíu, yêu yêu. Cùng lúc đó, những cánh hoa rơi lả tả như sương khói giữa không trung cũng bị cuốn vào trong hộp đựng kiếm khi còn chưa kịp rơi xuống. Nếu giết người chỉ cần một kiếm thì những cánh hoa này không có cơ hội nhiễm bùn. Thịch, thịch, thịch. Ngựa huyết long ôm toàn bộ túi chữ vật chạy đến trước mặt Lâm Nhất với tốc độ tia chớp, Lâm Nhất xem sơ qua một lượt rồi mới thản nhiên cất đi. 10 cái túi chữ vật có đến gần 100 vạn viên đan tinh nguyên, con số thật đúng là khoa trương. Nếu nói vậy, nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp dùng mấy 100 vạn đan tinh nguyên để độ kiếp thiên phách có vẻ như cũng không phải là chuyện quá khó tưởng tượng. Lúc độ kiếp cần dùng bao nhiêu đan tinh nguyên không phải chuyện ngươi muốn là được. Nội tình thân thể không đủ thì cần số lượng nhiều một chút, có khi sẽ bị quá tải. Sử dụng nhiều hay ít đan tinh nguyên cũng là một loại biểu tượng cho nội tình và thực lực, cùng cảnh giới, nội tình khác biệt sẽ dẫn đến chênh lệch thực lực khá lớn. Một kiếm kén lôi này vẫn chưa đủ nhanh, nếu có thể, tốt nhất đừng để đối thủ có cơ hội nhìn thấy sương mù. Phát giác được trong bóng tối có rất nhiều võ giả giới vực khác đang ẩn mình, Lâm Nhất cũng không quá bối rối. Sau khi tổng kết trận chiến, hắn mới ung dung rời đi. Sau khi hắn rời đi, người trong tối liền hiện thân, sắc mặt bọn họ đều có vẻ khó coi, trong mắt càng là chấn động không thôi. Vốn định để thanh niên áo xám xung phong hòng chiếm được món hời, không ngờ người nọ vừa ra đã bị Lâm Nhất dùng một kiếm giết chết. Thật đáng sợ, chẳng lẽ tên này là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp? Tên này là Lâm Nhất. Tiến đến cùng với đám người của thành lôi hỏa hiên vân giới, người của giới vực cao cấp sao có thể chỉ đạt đến tu vi bán bộ thiên phách. Thành hỏa vũ muốn đổi trời rồi. Mãi một lúc lâu sau, mới có người thở dài, không được vài ngày nữa, tên tuổi của người thanh niên này ắt sẽ truyền khắp thành hỏa vũ. Hiện tại, trải nghiệm giết chóc của Lâm Nhất chỉ mới là một góc núi băng mà thôi. Thời gian yên ả trôi qua. Sâu trong di tích Long Thành liên tục có bảo vật khác thường xuất hiện, đủ loại cung điện và mộ cung bị đào bới, dị bảo hiện thế dẫn đến tranh đoạt, có thể nói là đáng sợ hơn nhiều so với lưu quang kim trản. Trong trận chém giết này, nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp cũng đã bày ra thực lực khủng bố. Khoan hãy đề cập đến Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn, mấy tên yêu nghiệt thuộc bảng 10 bảng thương long của giới vực cao cấp,
chỉ riêng nhân tài kiệt xuất bình thường của giới vực cao cấp thôi mà nhân tài kiệt xuất của giới vực trung cấp còn không cản nổi. Hoàn toàn là ưu thế nghiền ép về cấp bậc, thông thường, phải hội tụ hơn 10 người của một giới vực mới xem như miễn cưỡng tranh phong. Tuy nói yêu thú trong di tích Long Thành đáng sợ, nhưng so với người của giới vực cao cấp thì thật sự không đáng nhắc đến. Tại tòa thành Hỏa Vũ tồn tại từ thời thượng cổ này, hễ là có thiên tài địa bảo sản sinh thì y như rằng sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Nơi sâu trong di tích. Tại một hồ nước khô cạn, có mấy chục thi thể nằm rải rác trên mặt đất, đã sớm mất đi sinh cơ. Tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm, gần như không có một chỗ là nguyên vẹn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Dưới thời tiết khô nóng tại di tích Long Thành, mùi, máu tanh dường như bị thiêu đốt, lửa đỏ như máu lượn lờ trên không, trông cực kỳ quái đản. Giữa hồ nước khô cạn có một đóa ma liên màu đen đang nở, vần quanh nó là khói đen đặc sệt, nhìn kỹ lại thì dường như luồng khói đen kia có sinh mệnh vậy, bày ra hình dáng một con rắn, càng khiến đóa ma liên quái dị này thêm phần thần bí. Nếu là người có mắt nhìn thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là ma liên chi xà. Một loại quái vật cộng sinh từ hoa sen và rắn, vốn là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, nếu Côn Luân hiện thế thì ngay cả tinh quân cũng phải động lòng. Lúc này, đứng bên cạnh ma liên chi xà là một gã mặc đồ đen, sắc mặt hắn ta thờ ơ và lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh không nhìn ma liên chi xà mà hướng về phía một thanh trường đao đang lơ lửng giữa không trung. Lưỡi đao sắc bén có máu tươi chảy xuôi. Người này chính là Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt. Tồn tại khủng bố thuộc bảng 10 bảng Thương Long, một khi thăng cấp lên thiên phách tầng thứ 2, có khả năng rất lớn sẽ thăng hạng trên bảng Thương Long. Chuôi đao trên không kia hiển nhiên là đạo binh hạ phẩm thuộc về hắn ta. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Ngọn lửa huyết sắc tung bay khắp nơi, không ngừng chui vào thân đao như ánh sáng khiến thanh trường đao kia trông như một con hung thú uống máu. Còn quá đói. Phong Vô Kỵ giơ tay lên cầm chặt lấy thanh trường đao uống máu này vào trong tay. Chết! Bỗng nhiên hắn ta bất ngờ hét lên, sắc mặt dữ tợn vung đao chém. Răng rắc! Ở phía xa, ba người đã chạy xa, không thể nhìn thấy lập tức bị đao quang đuổi kịp. Họ vô cùng hoảng sợ, khi ngoảnh đầu lại, tia đao quang quỷ dị kia đập vào mắt, ngay sau đó cả ba người đều bị chém thành hai nửa. Đáng thương! Vẻ thương hại thoáng qua trong mắt Phong Vô Kỵ, nhưng nụ cười trên môi hắn ta lại có vẻ rất vui. Tính cách tàn bạo thất thường được thể hiện vô cùng rõ ràng. Ban đầu có gần 100 người tranh giành ma liên chi xà, nhưng sau khi Phong Vô Kỵ xuất hiện lập tức giảm hơn một nửa số người còn lại do dự một lúc mới nhớ ra danh tiếng đáng sợ của hắn ta. Nhưng chỉ trong chốc lát do dự đã khiến hơn 50 người này đều mất mạng, dù có chạy xa cũng vô ích. Một lũ sâu kiến hạ đẳng, không biết lấy đâu ra tự tin mà còn dám tham lam sau khi gặp mình. Phong Vô Kỵ nhìn thanh đao trong tay, khẽ thở dài, đáng tiếc, sâu kiến trung quy vẫn là sâu kiến, không đủ làm đao u huyền no. Đợi đến khi cất đao vào vỏ, Phong Vô Kỵ mới nhìn về phía ma liên chi xà. Quả nhiên là chí bảo, nhưng phần quý giá nhất của ma liên chi xà là xà thần đã bị lấy mất, không có xà tâm, giá trị giảm một nửa. May mà liên tâm vẫn còn. Hơi thở chân nguyên của hắn ta phun trào mãnh liệt, có thể chọn độ kiếp thiên phách nhị trùng thiên bất cứ lúc nào. Tu vi thâm hậu, đáng sợ hơn Trần Huyền cùng cảnh giới thiên phách nhất trùng thiên rất nhiều. Nếu hắn ta muốn thì thậm chí có thể độ kiếp thiên phách thành công ngay bây giờ. Để độ kiếp thiên phách nhị trùng thiên, yêu nghiệt bảng Thương Long ít nhất cũng phải chuẩn bị 500 vạn viên đan tinh nguyên. Hiện tại mình có thể hấp thu nhiều nhất 300 vạn viên đan tinh nguyên, còn cách quá xa, phải tìm vài người có nhật diệu chi linh mới được, nếu không thể đột phá thiên phách nhị trùng thiên thì đến Thương Long cấm giới cũng vô dụng. Sau khi cất ma liên chi xà, Phong Vô Kỵ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trong một cung điện đổ nát và rộng lớn, máu văng tứ tung, tiếng la hét thê thảm vang không ngừng. Trong cung điện có người đang tàn sát. Rất nhiều người đang điên cuồng chạy trốn, thi triển tất cả át chủ bài của mình. Giết! Sâu trong cung điện, Mạc Hàn đến từ giới vực Hắc Sa đang cười như điên, sắc mặt dữ tợn. Cung điện này lộ diện nhờ cát vàng chảy ngược về sau,
nơi đây có rất nhiều bí bảo hoàn chỉnh và ngọc giản, thậm chí còn có chai thuốc còn nguyên. Nó vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chỉ cần chốc lát cũng giúp người ta thu hoạch được rất nhiều thứ. Nhưng những người này còn chưa kịp vui vẻ thì Mạc Hàn đã đến. Tên yêu nghiệt của giới vực cao đẳng còn đáng sợ hơn cả quái vật này cười khẩy, không đợi mọi người có phản ứng đã ra tay tàn sát tất cả. Hắn ta thậm chí còn không cho họ cơ hội nói chuyện, thanh trường kích trong tay đã vung lên, uy lực của đạo binh hạ phẩm được hắn ta phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới uy áp của thanh đạo binh này, mọi người còn không kịp thi triển 5 phần tu vi của mình, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Nếu không thì khung cảnh đã không trở nên hỗn loạn như thế, ngay cả tự vệ cũng không làm được, hoàn toàn áp đảo. Trong nháy mắt đã máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang. Ha ha, quá đã. Mạc Hàn nhếch môi cười, nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang trước mặt, ánh mắt hắn ta có vẻ vô cùng hưng phấn. Tuy hầu hết các yêu nghiệt của giới vực cao đẳng đều rất tàn nhẫn và quyết đoán, nhưng dạng người không e sợ gì, chưa nói lời nào đã ra tay tàn sát như Mạc Hàn và Phong Vô Kỵ cũng rất ít. Sự tàn bạo của hai người hoàn toàn không có bất cứ lý do nào. Điều này có liên quan đến giới vực của họ, bất luận là giới vực Hắc Sa hay giới vực Huyết Cốt đều là tông môn chuyên về tà tu. Khắp giới vực đều là ngươi lừa ta gạt, chém giết thất thường. Những võ giả trưởng thành trong hoàn cảnh này không có ai là không thích giết chóc. Trong hoàn cảnh tàn khốc, có thể sống được tất nhiên đều là cao thủ, hơn nữa trong môi trường giết chóc thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Nhưng đối với những người này, mức độ nguy hiểm khi độ kiếp cũng cao hơn người thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.